Thưa quý vị, đã ổn định thị trường. Tiếp theo chương trình là phần đọc một đoạn sấm giảng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng đạo Trương Thị Lan diễn ngâm một đoạn sấm giảng của Đức Thầy. Kính mời đồng đạo. Dẹp đi con cầm micro cho. Con có nhìn bổn không? Nhìn bổn. Ông Phan Châu Bá hỏi Đức Thầy: Nam Mô A Di Đà Phật. Tăng bồng nợ ấy trả sao xong, chi dốc từ cởi tất lòng nhân đạo còn mang, chưa sự tròn nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Đức Thầy đáp quả: Đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà sửa lấy lòng niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp thuyền tự thầy rước lại non bồng. Non bồng tiên Phật xót nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kệ lời tạm mơ tề gia trung hiếu dạng thân mình. Nam mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn đồng đạo diễn ngâm một đoạn sấm giảng, đặc biệt là phần đến phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 2. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Lê Minh Công, ban phổ truyền giáo lý Trung ương, gặp gỡ với đề tài tìm hiểu ý nghĩa 4 câu trong bài Đức Thầy cho ông Phan Châu Bá ở Long Xuyên. Đức Thầy đã viết vào tháng 5 Tân Tỵ tại Bạc Liêu: Đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Nguyễn Văn Thiện Tín, trị sự viên của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cũng là giáo lý viên của Ban Trị sự Trung ương. Kính thưa ông Tăng Văn Quế, là trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Mỹ, và các vị trị sự viên trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo xã Bình Mỹ. Kính thưa các vị trưởng ban, phó ban, các vị trị sự viên ở các ban trị sự xa gần đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay. Kính thưa quý vị mạnh thường quân, chư quý đồng đạo hảo tâm cùng toàn thể quý đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 22 tháng Giêng của năm Giáp Thìn 2024. Và chúng tôi rất là vinh dự được Ban Phổ truyền Giáo lý của Ban Trị sự Trung ương giới thiệu về xã nhà, tức là xã Bình Mỹ, xã nhà của chúng tôi, để gặp gỡ và trao đổi cùng quý đồng đạo một đề tài ở trong giáo lý của Tổ Thầy. Lời nói đầu tiên xin được gửi đến quý vị lời chào đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý đồng đạo, đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì mỗi người chúng ta đều biết rằng vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, ở tại Tổ đình Hòa Hảo, một bậc Sinh Nhi Tri đã ra đời khai đạo. Quý vị hãy nhìn lên chân dung của Đức Thầy ở phía trước mặt của quý vị. Khi ra đời khai đạo thì Đức Thầy chỉ vừa tròn 19 tuổi thôi. Quý vị thấy còn rất là trẻ. Và với một cái trình độ học vấn là chỉ học hết bậc tiểu học, có nghĩa là mới học hết lớp 5 thôi quý vị. Học hết lớp 5 theo cái trình độ bây giờ đó, học hết bậc tiểu học. Mà Ngài đã tự tay mình lập bàn hương án ở trước sân của Tổ đình, bắt ghế mời Đức Ông, Đức Bà ra ngồi để chứng giám cho Ngài tế cáo Hoàng Thiên, khai sáng ra mối đạo Phật giáo Hòa Hảo với một cái sứ mạng mà Ngài đã cho biết là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp. Quý vị thử tưởng tượng có một chàng trai còn rất là trẻ, không học một chữ gì về y học, tức là không học một chữ gì về vấn đề làm thầy thuốc để mà chữa bệnh cho người ta, mà Đức Thầy đã chữa bệnh cho vô số chúng sanh trong thời kỳ đó. Không phải các bệnh thông thường không, mà các bệnh nan y Đức Thầy cũng đều chữa khỏi. Không học một chữ gì về vấn đề thuyết pháp trên diễn đàn, mà bước lên diễn đàn là miệng nhích môi đầy văn tao nhã. Và đặc biệt hơn nữa là không học một chữ gì về Phật Pháp với bất cứ một vị sư, với bất cứ một vị thầy nào, mà Ngài đã chắc lọc, đã rút tỉa, đã cô động toàn bộ ở trong tinh hoa của Tam Tạng Kinh Điển, tức là Kinh Luật và Luận, cô động lại, rút tỉa cho nó thiệt là gọn lại, mà dạy lại cho mình bằng chữ Việt một cái quyển sám giảng thi văn giáo lý rất là ngắn gọn. Mà quý vị thử tưởng tượng cái kinh điển của nhà Phật đó, vô số bộ kinh, mà bây giờ Đức Thầy gom nhặt lại có một cái quyển sám giảng thi văn giáo lý trên dưới 500 câu. Mà nội dung của quyển sám giảng đó không phải chỉ riêng của Tam Tạng Kinh Điển, của Kinh Luật Luận không, mà còn có của Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng Giáo, và có Đạo Đức Kinh của Lão Giáo. Đức Thầy đã cô động, đã chắc lọc, đã rút tỉa toàn bộ ở trong tinh hoa của Tam Giáo Á Đông để dạy cho mình một cái con đường giải thoát, một cái lộ trình để cho mình đi vượt sanh tử luân hồi để được về nơi cõi Phật, để được đến cảnh giới an lành, hạnh phúc. Cho nên chúng ta có thể khẳng định, có thể hình dung, không có một người ở thế gian nào mà có thể làm được những cái sự việc lớn như vậy. Và sự thật rằng Đức Thầy cũng đã xác nhận với chúng ta, chỉ cần nghe theo lời của Thầy dạy cho tường tận đi, học hiểu cái nội dung cho nó rõ ràng, mạch lạc đi, và thực hành theo đúng đi, thì sẽ đạt đạo giải thoát. Nghe cạn lời chứ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo là đắc đạo. Cho nên chúng ta không cần phải tìm cầu một chân lý nào ở đâu khác.
Và chúng ta cũng nên nhớ rằng bằng cái biện pháp tam độ nhất như để độ đời, khi mà Đức Thầy ra đời dạy đạo ở tại tổ đình Hòa Hảo, lúc đó vắng vẻ lắm quý vị, một cái làng quê vắng vẻ lắm. Nhưng mà khi mà Đức Thầy chữa bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời, cái danh tiếng Đức Thầy rất là vang dội. Và nhiều người, nhiều thành phần trí thức đến để mà thử thách Đức Thầy, có quy ngưỡng với Đức Thầy, xin Đức Thầy chữa bệnh, rồi nghe Đức Thầy thuyết pháp. Và Đức Thầy đã thuyết phục rất nhiều thành phần ở trong cái thời kỳ đó. Thì quý vị thử tưởng tượng coi, chàng trai còn trẻ tuổi như vậy đó mà làm sao mà thuyết phục được mấy cái ông nhà nho khó tánh, mấy ông già nho khó tánh, ví dụ như là ông Chính Diệm đó chẳng hạn. Đâu có phải dễ gì mà thuyết phục những hạng người đó, đâu có phải dễ gì mà thuyết phục được các cái vị bác sĩ như bác sĩ Cao Triều Lợi hay là bác sĩ Trần Văn Tâm. Đâu bao giờ mà dễ dàng mà thuyết phục được những cái vị luật sư như là luật sư Mai Văn Dậu. Đâu bao giờ mà thuyết phục được tất cả những cái thành phần trí thức, những cái nhà mà được xem như là khoa học đến gặp Đức Thầy đều phải bái phục giờ rồi quy ngưỡng theo Thầy. Cho nên chúng ta phải có niềm tin tuyệt đối Thầy mình là một vị Phật. Giáo lý của Thầy đầy đủ dạy cho mình có thể vượt sanh tử luân hồi đến với cảnh giới an lành hạnh phúc. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó rất nhiều người đến quy ngưỡng với Đức Thầy. Bên cạnh đó thì cũng có những người người ta chăm chích Đức Thầy nữa quý vị. Tôi thí dụ như quý vị thấy, quý vị nào có nghiên cứu trong quyển Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý Đức Thầy, quý vị sẽ thấy được cái ông Mạnh Xương Quả, tức là ông giáo xoài. Ông đã ra, ông làm một cái bài thơ, làm những cái bài thơ Thất Ngôn Bát Cú mà nó dùng những cái lời lẽ khiếm nhã đối với Đức Thầy, và đọc ra chúng ta thấy cảm thấy nó xót trong lòng. Ông cho rằng là đạo đức bao nhiêu mà dám gọi thần bia danh mô phạm để lừa dân, hay là biết ai là thánh, biết ai thần, học ở thầy mô mà dám dạy dân. Thì thỉnh thoảng chỉ có một vài cái trường hợp như vậy thôi. Và cũng có những cái người khác tôn giáo, người ta đến người ta quy ngưỡng Đức Thầy. Ta đến ta quy ngưỡng Đức Thầy. Thí dụ như là quý vị thấy trong cái quyển Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý của mình, có cái ông mà ông Tham Tá Ngà đó. Ông này là một cái người mà có chức sắc cao ở trong đạo Cao Đài. Khi ảnh ổng là ông Lê Văn Trung mất đó quý vị, thì ổng mới ở bên đạo Cao Đài ta cầu cơ đó. Nghe đâu người ta cầu cơ, người ta nói là ở miền Tây mình có Phật ra đời, cho nên ổng mới tìm hiểu đến, ông gặp Đức Thầy và được Đức Thầy tặng cho ổng một cái bài thơ. Và nội dung của bài thơ đó có lẽ là ổng đã có duyên lành với Đức Thầy nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên nó là nay gặp bạn tri âm tri kỷ, nó cho những điều thiện mỹ cổ lai. Thiện mỹ cổ lai có nghĩa là những cái điều mà tốt lành hạng nhất, những cái điều tốt đẹp nhất từ xưa cho tới nay mà Đức Thầy đã gửi tặng cho ổng. Và thực sự trong cái bài cho ông Tham Tá Ngà đã dạy rất nhiều những cái phương pháp tu tập để mà giải thoát. Cho nên có rất là nhiều cái thành phần ra đến quy ngưỡng với Đức Thầy có, ta bái phục xin quy với Đức Thầy có, những người thành phần chống đối có. Một số vị thì làm những cái bài thi để mà hỏi, để dẫn hỏi Đức Thầy cái phương pháp, cái cách thức tu hành. Thí dụ như khi Đức Thầy ở tại Bạc Liêu năm 1941, có cái ông Phan Châu Bá, ông ở Long Xuyên, ông đến viếng Đức Thầy. Và ông làm một cái bài thơ Thất Ngôn Tứ Cú, có nghĩa là một cái bài thơ 7 chữ mà 4 câu, ta gọi là Thất Ngôn Tứ Cú. Ông đến, ông vấn hỏi Đức Thầy. Đại ý của cái bài thơ đó là ông nói rằng cái nợ thế gian này nó quá nhiều, mặc dù ông hết lòng, ông tu hành, nhưng bây giờ làm sao, làm một cách nào để mà cho nó hết cái nợ thế gian này để mà tu hành giải thoát. Ông làm một bài Thất Ngôn Tứ Cú mà quý vị đã được nghe đồng đạo vừa đọc. Tan bồng nợ ấy trả sao xong, chí dốc từ bi cõi tất lòng, nhân đạo còn mang chưa sự trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Nghĩa là ông nói rằng cái nợ đời nó quá lớn, nó quá nhiều, trả không bao giờ hết được. Mặc dù ổng chí dốc, ổng quyết lòng, ổng tu theo cái hạnh từ bi hỷ xả của Phật, nhưng mà cái cách nào đây, Thầy chỉ cho con cái cách nào để mà con trả cho hết cái nợ này, để con đạt được cái quả vị giải thoát.
Đức Thầy mới đáp lại cho ổng bằng hai cái bài thất ngôn tứ cú. Và hôm nay đây chúng ta lấy một cái bài thất ngôn tứ cú để chúng ta phân tích, chúng ta tìm hiểu, coi coi Đức Thầy trả lời với ổng bằng cách nào. Và trả lời cho ông Phan Châu Bá cũng có nghĩa là trả lời hết cho tất cả mọi tín đồ chúng ta. Dựa vào những cái lời Thầy dạy ở trong cái bài trả lời đó mà chúng ta tu hành, nhất định sẽ đạt được kết quả. Cái bài mà Đức Thầy trả lời hôm nay chúng tôi xin được làm chủ đề để mà phân tích hôm nay đó là: đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Bốn câu thôi hả quý vị? Bốn câu mà nó cô động. Nó cô động là cái tinh hoa của cái con đường mà Đức Thầy chỉ mình đi. Nếu mà ai mà thực hiện được những cái lời dạy trong bốn câu giảng này, Đức Thầy hứa rằng, Đức Thầy thề rằng Thầy sẽ dắt mình đến khỏi non bồng. Đó là câu kết: thiền từ Thầy dắt lại non bồng. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu bốn câu này và rút ra cái bài học để chúng ta ứng dụng trong cái quá trình tu hành hàng ngày của mình. Bây giờ để đi vào nội dung của đề tài, trước nhất chúng ta tìm hiểu từ ngữ cũng như là cái đại ý của từng câu. Sau đó thì chúng ta tổng kết lại những cái lời của Thầy dạy trong bốn câu giảng này, rút ra những cái bài học để chúng ta ghi khắc ở trong lòng mình, để mà chúng ta nhớ, để chúng ta ứng dụng trong cái cuộc sống. Câu thứ nhất: đành rằng nợ thế trả chưa xong. Đức Thầy đã đáp với ông rằng, ông hỏi là tan bồng nợ ấy trả sao xong. Ông hỏi rằng cái nợ đời thì trả sao cho hết. Đức Thầy mới đáp rằng: đành rằng nợ thế trả chưa xong. Đành rằng nghĩa là gì quý vị? Đành rằng là một cái từ ngữ mà nói lên một cái điều gì đó mà mình ráng cố gắng mình làm, nhưng mà làm chưa có được trọn vẹn. Những cái từ ngữ mà cùng chung ý nghĩa, thí dụ như cho rằng hay là dù rằng, hay đó là những cái từ ngữ mà đồng nghĩa với đành rằng. Đành rằng, đành rằng có nghĩa là một cái sự việc gì đó mà mình thực hiện chưa có được hoàn chỉnh, chưa có được tốt đẹp. Đành rằng nợ thế trả chưa xong, có nghĩa là cái nợ thế gian này ông Phan Châu Bá trả chưa hết. Mặc dù rằng cái nợ thế gian, cái kiếp sống của con người ông đã vay đã mượn ở thế gian này, ông có trả, ráng trả, nhưng mà trả chưa hết. Bây giờ cái chìa khóa ở cái câu này là nợ thế. Nợ thế là cái gì? Mình đã nợ những gì ở thế gian này, và Đức Thầy có dạy mình cái cách trả hay là không? Và chúng ta đã trả được hoàn toàn chưa? Xin thưa với quý vị là trên đời này chưa có ai mà tự cho mình là toàn thiện hết. Chưa có ai nói rằng tôi là đã trả hết cái nợ đời này rồi. Nợ thế gian là những cái ràng buộc mà mình đã tạo tác, những cái nhân thiện ác từ ở kiếp này hoặc là nhiều kiếp trước, nó tích lũy, nó tồn động lại. Và chúng ta có một cái hoàn cảnh ở trong cái thực tại này, chúng ta nhận lấy một cái hoàn cảnh ở trong thực tại này, thì nợ thế gian, nợ thế theo như lời của Thầy dạy, phân tích tìm hiểu trong quyển sám giảng Di Giang giáo lý mà Thầy dạy, nó gồm có hai phần. Một là những cái nợ mình đã thiếu rồi, mình đã vay rồi, mình đã xài rồi, mình đã mượn, đã nhờ rồi, phải trả. Đó là cái nợ mình đã thiếu. Và cái thứ hai ta gọi đó là ân nợ. Cái nợ thứ hai mà mình phải tránh đó là nghiệp nợ. Đó là nghiệp nợ. Nghiệp nợ tức là 10 cái điều ác mà nhất định mình phải tránh. Nếu không tránh là mình ghi nợ mới, mình tạo nợ mới, mình ghi sổ mới. Trời Phật Thánh Thần sẽ ghi chép cái tội của mình, và mình sẽ bị đọa lạc, mình sẽ bị luân hồi để mà trả cái nợ đó nữa. Cho nên trả sạch cái nợ cũ mà đừng có gia tạo cái nợ mới, tức là chúng ta đã hoàn thiện được cái nhân đạo, đã làm tròn cái trách nhiệm của bổn phận con người trong kiếp sống. Cụ thể cho dễ hiểu hơn, thí dụ như bây giờ quý vị ở nhà đi,
quý vị thiếu tiền, đi vay ngân hàng 400 triệu, vay ngân hàng 400 triệu là bốn cái nợ mình đã thiếu đó. Rồi bây giờ quý vị quyết chí làm ăn, lo kiếm tiền trả cho được 400 triệu đó, là quý vị tưởng mình hết nợ. Nhưng mà biết đâu trong cái quá trình mà mình sống đây, mình tạo thêm những cái nợ mới, là ghi sổ cái nợ mới nữa, là vay thêm cái nợ mới của ngân hàng nữa. Thí dụ như quý vị sát sanh là tạo nợ mới đó, ghi sổ nợ mới đó, ăn trộm ăn cắp của người ta là nợ mới đó, ăn ở tà dâm là nợ mới đó, nói lời nói lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu giọng ngữ là ghi nợ mới. Và cái tâm mình khởi lên những cái tư tưởng độc ác, tham lam, sân nộ, mê si là mình tạo nên nợ mới. Cho nên mình phải trả những cái ân nợ đó, và đừng có tạo thêm nợ mới nữa. Như vậy là mình hoàn thiện đạo nhân, là mình đã làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận con người trong kiếp sống này. Vì vậy thì bốn cái ân nợ mà mình đã thiếu, mình phải trả. Quý vị nói tôi đâu có thiếu nợ nần gì ai đâu, sống trên đời này tôi đâu có thiếu nợ nần gì ai đâu. Thiếu quý vị, mình đang thiếu nợ rõ ràng. Nếu mà mình không có học, không có tìm hiểu cái lời của thầy dạy, chúng ta sẽ không bao giờ biết mình thiếu nợ. Thực sự là Đức Thầy đã chỉ chúng ta thấy mình có cái kiếp sống này, mình có bàn tay, có khối óc này, mình đã nợ bốn cái nợ, mình đã vay rồi bốn cái nợ, mình đã xài rồi bốn cái nợ, mà mình đã thiếu cái nợ thứ nhất. Đó là cái nợ mà tạo ra cái thân xác này, cái nợ từ tổ tiên cha mẹ mình, cái công ơn sanh thành dưỡng dục mà mình đã nợ. Không có cha mẹ mình, không có ông bà không thì không có, không có tổ tiên thì không có ông bà, không có ông bà thì không có cha mẹ, không có cha mẹ là không có mình. Cho nên mình đã có được cái thân xác này là mình đã nợ từ ông bà tổ tiên cha mẹ của mình, nhất định là phải trả. Và trong thi văn giáo lý, Đức Thầy dạy chúng ta cái cách đền trả cái ân tổ tiên cha mẹ này rất là rõ ràng nha quý vị. Cái phần nói về tứ ân đó, chúng ta đã nợ từ tổ tiên cha mẹ mình cái công ơn sinh thành và dưỡng dục. Cái công ơn này nó lớn lắm quý vị, công ơn này nó to, nó lớn như trời, cao như biển cả. Mà không phải chỉ ở trong đạo Phật mới chỉ cho mình thấy công ơn này, mà ngay cả trong cái kiếp sống của ông bà mình từ ngày xưa tới giờ lưu truyền lại, ông bà mình cũng đã thấy được cái công ơn này và dạy cho con cháu qua ca dao tục ngữ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trên nguồn chảy ra. Quý vị thấy cái câu đó nói đến cái công ơn tổ tiên cha mẹ quá lớn. Hay là ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cung an. Đó là cái công ơn quá lớn mà ông bà tổ tiên đã dạy cho con cháu mình. Và bây giờ mình biết để mà mình nhớ công ơn đó mình trả. Và trong sách thánh, tức là sách Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng giáo đó, đã dạy cho con người ta cái công ơn sinh thành dưỡng dục này bằng 9 chữ cù lao. Trong kinh Phật dạy cái công ơn tổ tiên cha mẹ mà mình đã nợ đó bằng 10 điều ân. Và quý vị thử hình dung cái từ cái lúc mang nặng đẻ đau cho đến khi mà cha mẹ mất ha, cái công ơn này cho đến khi mà mình lớn khôn lên, cái công ơn này nó lớn không thể tưởng tượng nổi. Và trong 10 điều ân này có những cái ân nợ mà mình không bao giờ trả nổi quý vị. Thực sự là mình không trả nổi. Tôi thí dụ cho quý vị thấy một cái nợ mà Đức Phật đã cho chúng ta biết là mình nợ từ tổ tiên cha mẹ mình trả không nổi. Thí dụ như cái nợ mà diễn hành ức niệm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là con đi xa thì cha mẹ rầu, cha mẹ nhớ, cha mẹ đang lo cho con không biết nó đi tới đó nó làm cái gì, có gặp cái gì không, tai nạn gì không. Mặc dù là không có làm cái gì ảnh hưởng gì tới mình, nhưng mà cái tình thương đó, cái công ơn mà cha mẹ nó lo cho mình nó quá lớn quý vị. Mình đâu bao giờ mình trả nổi. Thực sự là mỗi khi mà mình đi đâu đó mà về trễ là cha mẹ mình ngồi đó mà chờ, mà thao thức mà chờ đợi. Công ơn thì trả không nổi. Một cái ơn nợ khác mà không bao giờ trả nổi nữa. Chỉ có tu hành giải thoát mới có thể cứu vớt được ông bà tổ tiên cha mẹ mình. Đó là dị tạo ác nghiệp. Trong 10 điều ân có một cái ân gọi là dị tạo ác nghiệp. Dị tạo ác nghiệp có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là vì mình đấy nè, vì con đấy nè, mà cha mẹ dị tạo, có nghĩa là vì con mà cha mẹ tạo ra những cái điều ác.
Và trong thực tế này nó đầy dẫy những cái gương, những cái sự việc đó xảy ra nha quý vị. Thí dụ như con mà bệnh đó, nhà nghèo mà con mà bệnh đó, con mà bệnh nặng đó, đi nhà thương mà không có tiền đó, là cha dám đi ăn trộm người ta đó quý vị. Dám đi ăn trộm, ăn cắp người ta để mà lấy tiền đem về chữa bệnh cho con. Hoặc là có thể vì cái tương lai, cái hạnh phúc, cái sự tốt đẹp của con, cha mẹ có thể làm bất cứ một điều gì, thậm chí kể cả giết người cũng có thể làm được những cái điều đó để chi vậy? Để lo cho con có được cái sự hạnh phúc an lành. Quý vị thử tưởng tượng coi cái ơn đó mình thọ, cái ơn đó mình trả nổi không quý vị? Không bao giờ trả nổi đâu quý vị. Trả không có nổi cái ơn mà bây giờ không biết bây giờ cha mẹ ông bà mình đọa xuống dưới ba đường ác, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục ở dưới cũng vì mình đây nè, rồi làm sao mà trả cho nổi. Thì đó là nói về cái ơn mà mình đã thọ, đã mang ở trong cái kiếp sống này. Đức thầy dạy đó, cái nợ thế đó, cái nợ, cái ơn thứ nhất. Và Đức thầy có dạy mình cách đền ơn không quý vị? Có, dạy rõ ràng lắm quý vị. Khi cha mẹ còn sống và khi cha mẹ quá giảng, Đức thầy đều có dạy mình cách đền ơn. Khi cha mẹ còn sống có dạy ta điều hai lẽ phải, phải ráng nghe lời, phải hòa hảo với đệ huynh, phải tạo một cái cuộc sống vật chất tốt đẹp cho gia đình để cha mẹ được vui, và phải cầu cho cha mẹ được tăng long phước thọ. Nhất là khi cha mẹ còn sống là phải nuôi dưỡng báo đền, không để cho cha mẹ đói khát, không để cho cha mẹ mà thiếu thốn thuốc men mà khi mà bệnh hoạn. Thì đó là cái cách mà đền trả cái ơn đại khái là như vậy khi cha mẹ còn sống. Mình đừng có tưởng nha quý vị, mình đừng có tưởng. Mình đừng có tưởng là mình đó là đi lên non, lên núi, mình làm công việc gì đó mà cho nó tốt lành, cho nó có được cái phước đức, mà mình bỏ cha mẹ mình thiếu thốn đói khát rồi, cái đó tội dữ lắm nha quý vị. Tội dữ tợn lắm đó. Và khi cha mẹ quá giảng thì Đức thầy dạy chúng ta cách đền ơn. Mình kiểm điểm lại coi coi mình đã làm được cái, mình đã đền trả được những cái công ơn đó chưa. Rồi như lời thầy dạy, cha mẹ có quá giảng thì phải làm ma chay tống tán đúng theo tôn chỉ giáo lý mà thầy đã chỉ dạy, và phải thành tâm đặt bàn hương án, thành tâm cầu nguyện cho linh hồn cha mẹ được siêu sanh nơi cõi thọ, và nhờ sức khấn vái của anh chị em trong đạo, và phải tạo tác phước điền để cho cái linh hồn cha mẹ mình được an vui nơi cõi thọ. Thì đó là những cái cách mà Đức thầy đã chỉ dạy chúng ta. Đó là cái một cái ơn thôi không gì. Cái ơn thứ hai mà chúng ta đã nợ, chúng ta đã nợ, chúng ta đã thọ hưởng rồi, đó là ơn đất nước, quê hương. Đất nước là gì quý vị? Đất nước là một cái thực thể, nó gồm có đủ ba, bốn cái yếu tố chính, đó là lãnh thổ, dân tộc, chủ quyền và cái truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp. Chúng ta đã nợ từ đất nước quê hương này cái mà Đức thầy đã lý luận, đã nói cho mình biết được. Có nhiều người đó, khi mà mình chưa hiểu được giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, nó nói tôi đâu có nợ nặng gì quê hương đất nước này đâu. Đất nước quê hương này là cái gì đó nó bao la rộng lớn trời biển quá, đâu có nợ. Thực sự là mình nợ lớn lắm đó quý vị. Mình nợ từ tất đất, từ ngọn rau, mình nợ từ cái quyền sống của con người khi mà đất nước được độc lập. Đức thầy đã dạy chúng ta đó, chúng ta hưởng những tất đất, ăn những ngọn rau. Và cái quan trọng đây nữa nè, là muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền thụ, ta cảm thấy phải bảo vệ đất nước quê hương khi bị kẻ ngoại bang dài đạp. Vì thì rõ ràng là mình đã nợ từ đất nước quê hương này cái tất cả mọi thứ vật chất, từ tất đất, từ ngọn rau, từ tấm vải, từ miếng cơm, từ cái việc xây dựng nhà cửa mình ở trên mặt đất này, mình nợ từ đất nước quê hương này. Và đặc biệt hơn nữa là mình nợ từ đất nước quê hương này cái quyền sống của một con người. Quý vị thử tưởng tượng coi, khi mà đất nước bị ngoại bang xâm lược đó, mình còn được cái quyền sống không quý vị? Mình còn được cái tự do để mà sống không? Các vị lớn lớn tuổi ở đây quý vị cũng biết đó, cái thời mà người Pháp họ cai trị nước Việt Nam mình đó. Đừng có nói chi 1000 năm đô hộ giặc Tàu mình không nói tới, rồi bây giờ gần ở đây là 100 năm đô hộ giặc Tây. Khi mà người Pháp họ cai trị đất nước Việt Nam mình, nó không có lực lệ gì hết. Họ muốn giết ai là giết, không có lực nào mà xử hết trơn. Không có lực nào mà xử hết. Rồi làm sao? Ai mà xử? Rồi bây giờ mình có được cuộc sống tốt đẹp vậy nè, không phải là ta giết mình, mà người ta chỉ cần làm một cái điều gì đó, người ta chửi mình cái mình đi thưa,
Vậy thì rõ ràng là mình đang có, đã thừa hưởng một cái cuộc sống mà nó rất là công bình, rất là khách quan, rất là tốt đẹp bây giờ. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái mà mình đã nợ từ đất nước quê hương này. Và thực sự chúng ta đã nợ, chúng ta đã thọ hưởng cái công ơn đó đó qua tất cả những sự đấu tranh của dân tộc, của những chiến sĩ đã hy sinh vì xương máu để mà tạo một cái kiếp sống, tạo một cái đất nước độc lập như bây giờ. Cho nên mình phải đền trả. Và đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy dạy mình phải tùy tài, tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Đừng có làm cái điều gì mà ảnh hưởng xấu đến quốc gia dân tộc. Là chúng ta góp phần làm cho đất nước được trở nên cường thịnh, đó là cách chúng ta đã đền trả cái ơn đất nước. Một cái ơn nợ mà mình thiếu nữa, mà bây giờ á quý vị, bây giờ là chúng ta nhớ lại, quý vị mới thấy giật mình. Đó là ơn Thầy, đó là ơn Tam Bảo, đó là cái công ơn của Thầy. Tam Bảo tức là Phật Pháp Tăng, quý vị. Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Tam Bảo mà nói rộng ra đó thì Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là Phật Bảo, và Tam Tạng Kinh Điển là Pháp Bảo, còn các vị Tăng mà dạy cho chúng sanh đó là Tăng Bảo. Nhưng mà đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình, Phật Pháp Tăng, Phật là Thầy mình đó. Phật là Thầy mình là Phật. Pháp là cái quyển sám giảng thi văn giáo lý Thầy dạy đó. Cho nên đó là mình nợ từ ông Thầy mình lớn lắm quý vị. Quý vị thử tưởng tượng ra, chúng ta thử tưởng tượng, thử hình dung mà không có Thầy ra đời giải đạo thì quý vị bây giờ sẽ ra làm sao quý vị? Cho quý vị có giỏi tới cỡ nào, có chịu khó tìm cầu học hiểu giáo lý của nhà Phật nha, sâu tới cỡ nào đi nữa thì thế nào cũng bị lạc đạo. Không ít thì nhiều, bây giờ là trần gian thiếu trái chi chua. Trần gian bây giờ đầy dẫy những cái mối đạo mà không có chân chánh. Chỉ có bây giờ trái ngọt không mua bởi mình, bây giờ là Thầy ra đời dạy đạo, đem cái chánh đạo vô vi chân truyền đó mà dạy lại cho mình, mình không chịu nghe là tại mình thôi. Và thực sự mà bây giờ mà chúng ta có được một cái nguồn xuất pháp, chúng ta có được một cái quyển sám giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy dạy, chúng ta có được một cái con đường, một cái lộ trình giải thoát mà Đức Thầy đã vạch ra cho mình đi, là cái công của ông Thầy mình khủng khiếp lắm đó quý vị, chứ không phải là cái chuyện thường. Người ta cũng đã từng là đài sắc Đức Thầy đủ mọi thứ, làm cho Đức Thầy gặp nhiều trắc trở khó khăn trong cái quá trình mà truyền bá Phật Pháp. Giả sử như không có Thầy dạy đạo, mình không có biết là thế nào là nợ tứ ân, thế nào là niệm Phật này kia, bây giờ không chừng mình đi đánh bài, không chừng mình đi nhậu, không chừng mình đi làm mấy chuyện ác, không chừng. Nhưng mà bây giờ mình nhận được giáo lý của Thầy, mình biết được cái lời của Thầy dạy, mình biết thiện ác, mình biết được cõi Phật, biết được cái con đường giải thoát. Cái công ơn đó lớn vô cùng nữa quý vị. Thử tưởng tượng chưa đầy 8 năm Đức Thầy dạy đạo ở thế gian này, người ta đài sắc Đức Thầy tới 6 năm có hơn nữa quý vị. Gặp nhiều khổ thì sợ lắm. Thân ta dù lắm đoạn trường cũng làm cho vẹn chữ thương nhân loài. Có những lúc mà người ta dùng súng để mà người ta hãm hại Đức Thầy, bỏ Đức Thầy vô chuồng cọp để cho Đức Thầy bị cọp nó ăn, rồi người ta cho Đức Thầy uống axit. Biết bao nhiêu cái khó khăn gian khổ đó, bây giờ mình mới có được cái nguồn xứ pháp, bây giờ mình mới có được cái quyển sám giảng thi văn giáo lý. Nếu mà không có quyển sám giảng thi văn giáo lý này, mình sẽ mê nhiễm theo cõi đời, và mình sẽ bị trôi lăn mãi mãi trong sanh tử luân hồi, mãi say sưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Thực sự á quý vị, thực sự là mình đã chết đi rồi đầu thai lại, chết đi đầu thai lại, từ hồi vô thủy cho tới bây giờ, con số đó không thể nào mà tính đếm cái lần được. Ở trong giáo lý nhà Phật người ta gọi là vô lượng lần, vô lượng kiếp rồi quý vị. Thử hình dung có thấy, nghe nói tới một cái là thấy nó ớn lạnh rồi phải không quý vị, thấy nó rung rồi phải không. Cho nên bây giờ là mình đã nhận được cái lời của Thầy dạy, biết thế nào là chánh tà, thế nào là đúng sai, thế nào là thiện ác, để mà mình tu hành, là đây là một cái điều mà có thể nói là chúng ta hưởng được cái phước báo vô cùng. Và cái cách đền trả Đức Thầy cũng dạy cho mình đền trả cho nó rõ ràng. Bổn phận chúng ta là phải noi theo trí đức của tiền nhân, làm cho trí tuệ được minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức. Đó là chỗ đó mới quan trọng đó quý vị. Khai thông nền đạo đức có nghĩa là mình lăn bánh xe pháp. Lăn bánh xe pháp có nghĩa là mình truyền bá cái giáo lý mà Thầy đã chỉ dạy cho tất cả mọi người, người này người khác, người ta nghe, người ta biết được những cái điều của Thầy dạy để mà người ta tu hành. Đó là cái cách mà đền ơn Tam Bảo, đền ơn Thầy. Và tất cả mọi người chúng ta
hiện hữu bây giờ đây nè, ở đây nè, đều đang xúm với nhau, đều đang giúp sức với nhau để mà lăn cái bánh xe pháp của thầy. Quý vị đừng có tưởng là cái người mà đứng lên trên diễn đàn nói pháp, người đó mới là cái người mà đền trả công ơn của thầy là pháp thí. Ban tổ chức ở đây đây nè, ban trị sự ở đây đây nè, rồi mấy cái người nấu bếp ở sau nè, không có mấy người đó là quý vị có được cái bữa ăn sau này không? Tất cả mọi người từ âm thanh ánh sáng cho đến tất cả mọi cái khâu tổ chức đây đều là những cái người mà đã đền ơn thầy trong cái quá trình truyền bá Phật pháp. Và chúng ta làm cho cái bánh xe pháp của thầy được lăn lên, tức là giáo pháp của thầy được phổ truyền ra, đó là cái cách mà Đức thầy đã chỉ dạy chúng ta đền cái ơn Tam Bảo. Và thực sự hiện nay là chúng ta là những người đang làm cái công việc đó rất là tốt. Một cái ân nợ thứ tư mà mình đã mang đã thiếu nữa, đó là ân đồng bào nhân loại. Đồng bào là gì quý vị? Đồng bào là những người cùng chung sống với chúng ta trong một đất nước, gọi đó là đồng bào. Chữ đồng có nghĩa là cùng, bào là cái bọc, có nghĩa là muốn nói đến cái lịch sử, cái nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. Mẹ Âu Cơ sinh ra cái bọc có trăm trứng nở trăm con đó, thì đó là nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. Đồng bào là những người cùng chung sống với chúng ta trong một đất nước, còn nhân loại là những người cùng chung sống với chúng ta ở khác cái nước nhưng mà trên quả địa cầu này. Thí dụ như Mỹ là thuộc về nhân loại, là Pháp, Thụy Sĩ là chẳng hạn, Liên Xô hay là Trung Hoa rồi đó chẳng hạn, thì đó là nhân loại. Họ sống khác nước với mình. Bây giờ mình đã nợ những gì từ đồng bào quý vị? Quý vị nói tôi đâu có nợ nặng gì đồng bào. Nợ quý vị, nợ lớn lắm quý vị. Phải nói là nợ lớn lắm. Không có họ là chưa chắc là không mình mà tồn tại được đâu. Quý vị thử tưởng tượng coi, trong những khi tối lửa tắt đèn, trong những lúc ốm đau hoạn nạn mà không có cái người xung quanh mình sống nổi không? Không có cái xe cứu thương, mình hô cái alo, cái xe cứu thương chạy lại, phải không? Nó chở mình đi, xe chuyển bệnh nó chở mình đi tới bệnh viện. Cái đó nhờ người ta không? Không nhờ sao được. Quý vị có một con đường ngon lành đi gì đây nè, quý vị nhờ đồng bào không? Vừa ban đêm, ban hôm, ăn trộm, ăn cướp, nó phá nhà, khóa cửa, quý vị la làng, không có ai đi lợi tiếp quý vị đó, rồi làm sao chịu nổi không? Sống nổi không? Tất cả mọi thứ đều nhờ giả những cái người xung quanh mình. Cho nên đó là nói về đồng bào á, nói với là gọi là lối xóm chòm giềng, hay là rộng hơn nữa là những người sống trong xã hội, trong đất nước Việt Nam mình nợ họ rất là lớn, nhiều thứ lắm quý vị. Cho nên là phải tùy tài tùy sức mà nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Rồi nói về nhân loại là những cái người mà chung sống với mình trên quả địa cầu này nữa nè, trên quả địa cầu này nè, họ ở bên Mỹ á bển á, họ ở bên Thụy Sĩ á bển á, quý vị nói là họ ở bên bển rồi mình nó có nợ nặng gì, có nợ nặng gì mấy cái nước đó đâu. Nợ quý vị, những cái thứ mà mình ở trong nước mình chưa có sản xuất ra được đó, mà mình phải cần thiết để mà phục vụ cho cuộc sống mình đó, mà không có họ là mình chết. Thí dụ cho quý vị thấy cụ thể, thí dụ như trong cái đợt dịch Covid đó, Covid-19 năm 2019-2020 đó, mà không có cái thuốc vaccine để mà chủng ngừa đó em quý vị, không có vaccine của Thụy Sĩ, không vaccine của Mỹ để mà mình chủng ngừa, bây giờ liệu mình còn sống không? Còn sống không quý vị? Chắc chắn là chưa chắc ha, cũng có thể còn sống nhưng mà không chừng chết rồi nữa. Cho nên nhất định là mình nhờ họ, mặc dù là họ ở xa xôi với mình nhưng mà mình nhờ họ dữ lắm. Cho nên đó là Đức Thầy dạy là phải tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thí dụ như họ có gặp tai nạn gì, sóng thần lũ lụt gì đó, người ta quyên góp, người ta đi giúp đỡ họ thì mình cũng nên ủng hộ. Thì đó là cái cách mà mình đền trả cái ân đồng bào nhân loại. Nói tóm lại, bốn cái nợ mà mình đã mang đã thiếu mà Đức Thầy đã vạch ra, chỉ ra cho mình rất là rõ ràng, phân tích cho mình thấy rõ ràng mình đang nợ, mình đang thiếu. Và Đức Thầy cũng đã chỉ cho mình cái cách để mà mình đền trả cho nó được trọn vẹn. Nhưng mà thực tế trên cõi đời này ít có người nào, mà thậm chí nói ít thì nó thậm chí là không có người nào mà nói rằng tôi trả nợ một cách trọn vẹn hết. Có nghĩa là người nào ít nhiều gì đi nữa, có trả nhiều trả ít, nhưng mà vẫn còn mang lấy cái nợ. Đó là cái ân nợ, cái nợ mà mình đã thiếu. Bây giờ tới cái nghiệp nợ, là cái nợ mà mình phải tránh. Nếu không tránh là mình dai thêm. Nếu không tránh là mình dai. Mà lưỡng thần ghi chép liên miên đó, mình tạo cái tội, tức là mấy ông ghi vô thiếu nợ ha, ghi vô ha, mình làm gì ác đó là ông ghi vô cái ông ghi vô cái sổ nợ đó.
sổ nợ thì sao, thiếu nợ thì bị trói buộc, bị quan trái, bị đầu thai lại nữa. Thành ra là mình phải trả nợ cũ, phải tránh được cái tạo nợ mới. 10 cái nợ mới từ tam nghiệp sinh ra 10 cái nợ mới, 10 cái điều ác, và nhất định là người tu phải tránh. Cái nợ thứ nhất từ cái hành động của cái thân của mình. Hành động tức là tay chân của mình hoạt động đó, mà sinh ra nợ. Thí dụ như sinh ra nợ mà nợ sinh ra cái nghiệp, rồi nghiệp thiện có, nghiệp ác có. Thí dụ như bây giờ quý vị có cái thân này, quý vị xách cái dao đi giết con đó, giết con vật gì đó là đã ghi nợ vô ha. Cái nợ này là cái nợ mới, chư thần ghi vô là mình bị trói buộc nữa. Rồi ăn trộm ăn cắp người ta, mấy ông thần ghi nợ. Ăn ở tà dâm, mấy ông thần ghi nợ. Nói dốc nói láo người ta, mấy ông thần ghi nợ. Cho nên nhất định là mình phải tránh những cái nợ này. Và Đức Thầy chỉ dạy chúng ta cái cách mà Đức Thầy đã lý luận rõ ràng trong 10 điều ác: sát sanh, đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ, mê si. Đức Thầy đã luận giải cho chúng ta rất là rõ ràng và chỉ cho chúng ta cái cách để mà chúng ta tránh đừng có tạo nên những cái nợ đó. Có nghĩa là mình đừng có dai thêm nợ mới, rất là rõ ràng từ những cái ác nghiệp. Ví dụ như sát sanh chẳng hạn, hay là ăn trộm ăn cắp người ta chẳng hạn. Thì bây giờ thay vì mình ăn trộm ăn cắp người ta thì mình phải giữ giới luật, mình tránh, mình đừng có tạo nên những cái việc làm đó. Hay là mình phải tập những cái điều ngược lại. Thí dụ như bây giờ là sát sanh thì bây giờ mình phóng sanh, ăn trộm ăn cắp thì bây giờ mình bố thí chẳng hạn, nói dốc nói láo rồi thì bây giờ mình nói những lời nói lưỡng, nói chánh ngữ, mình nói những cái lời nói ngay thẳng, nói những lời nói trung thực. Thì đó là những cái cách mà Đức Thầy đã dạy cho chúng ta, dạy cho ông Phan Châu Bá, chỉ cho ông biết rằng cái nợ thế này nó lớn dữ lắm, ông nói là trúng rồi đó, ông trả chưa hết là phải rồi đó. Đành rằng nợ thế trả chưa xong, mọi người, mọi tín đồ chúng ta thực sự hiện nay là chúng ta chưa bao giờ nói rằng mình đã hoàn thiện tốt cái nợ thế gian này đâu quý vị. Ít điều gì mình cũng còn thiếu những cái nợ thế gian đó. Đây là cái điều mà Đức Thầy đã khẳng định trong Phan Châu Bá và chỉ cho mình. Đó là nội dung của câu thứ nhất. Vì vậy thì đại yếu câu thứ nhất, Đức Thầy xác định với ông Phan Châu Bá rằng mặc dù nợ thế gian này nợ lớn lắm, trả chưa hết, không ai nói rằng có thể trả dứt cái nợ thế gian này. Nhưng mà ông nghe theo lời Thầy dạy đi, nhất định ông sẽ được cái kết quả. Nghe theo lời Thầy dạy là nghe theo câu thứ hai, thứ ba. Bây giờ tới câu thứ hai. Mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Mà biết có nghĩa là ông nhất định ông phải biết. Ông phải biết cái con đường, ông phải biết cái cách. Ông phải biết cái cách. Cái cách mà Đức Thầy dạy đó, để cho chúng ta hoàn thiện được đạo nhân, đó là chúng ta phải ăn năn và sửa lấy lòng. Và quý vị thấy từ ngữ rất là rõ ràng nha. Ông còn thiếu nợ đó, nhưng mà bây giờ ông biết hai chuyện. Ông biết và ông phải thực hành cho được hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ông phải ăn năn, và chuyện thứ hai là ông phải sửa lấy lòng. Phải ăn năn và sửa lấy lòng. Như vậy thì bây giờ ăn năn là cái gì? Rồi quý vị đặt câu hỏi, trong thi văn giáo lý Đức Thầy có dạy mình cái chỗ nào mình ăn năn không quý vị? Có chỗ nào Đức Thầy dạy nó tôi ăn năn, không lẽ bây giờ quý vị đọc sùm lên vậy hoài, tôi ăn năn. Bây giờ là phải ăn năn. Ăn năn có nghĩa là gì? Ăn năn mà nói cho đủ có nghĩa là ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối có nghĩa là gì quý vị? Ăn năn sám hối có nghĩa là mình cảm thấy xấu hổ, mình cảm thấy hổ thẹn trước những cái sự việc mà mình đã làm xấu ác trước kia. Ta gọi đó là mình ăn năn. Còn sám hối có nghĩa là tôi thề rằng từ đây về sau tôi không làm những cái chuyện đó nữa, thì gọi đó là sám hối. Như vậy thì ăn năn sám hối có nghĩa là tôi cảm thấy xấu hổ, tôi cảm thấy hổ thẹn, tôi muốn là từ bỏ những cái việc làm đó, từ đây về sau tôi thề rằng tôi không có tái phạm những cái điều xấu xa đó nữa, thì cái đó gọi đó là ăn năn sám hối. Cái quý vị hỏi là Đức Thầy có dạy mình chỗ nào ăn năn sám hối không quý vị? Có dạy không quý vị? Có dạy kỹ lắm đó quý vị. Có dạy kỹ lắm đó. Mà quý vị đôi khi là mình đã thực hành nhưng mà mình quên, mình không hiểu. Đó là trong cái bài cúng đó quý vị, trong cái bài cúng lại đó, là mình ăn năn sám hối rõ ràng đó.
Cho nên Đức Thầy dạy là muốn cho tội lỗi mòn tiêu đó ha, chứ muốn cho tội chướng của mình nó bớt đi đó ha, phải thành tâm cầu nguyện đó. Thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay đó. Rõ ràng là trong cái bài đó mình có ăn năn sám hối hàng ngày hàng đêm, mà mỗi một buổi mình đều có, buổi tối mình ra là hai lần phải không, ở trong bàn Phật lần, ra bàn thông thiên lần nữa, rồi sáng lần, hai lần nữa. Thành ra ngày nào mình cũng làm bốn lần. Người ta lâu lâu người ta mới đi đến nhà thờ, rửa tội, lâu lâu người ta mới đi chùa sám hối. Còn mình ngày nào làm bốn giác phải không quý vị, ngày nào mình cũng ăn năn sám hối bốn giác. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy nè, quý vị nghe cho kỹ nè, rõ ràng thầy dạy mình ăn năn sám hối mà, thành ra phải cúng, nhất định là phải cúng mới được. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh nay con nguyện cải hối ăn năn. Rõ ràng là ăn năn sám hối mà. Con làm lành đánh dữ, tức là bây giờ con bỏ mấy chuyện kia, con không có làm chuyện ác nữa. Rồi quý vị theo mấy ngày tu hiền theo Phật Đạo, đêm nào mình cũng làm, ngày nào mình cũng làm bốn thời vậy, quý vị thử tưởng tượng coi, tội lỗi lần lần nó cũng tiêu chứ phải không, lâu lâu nó cũng mòn tiêu. Cho nên nó thầy dạy chúng ta là nhất định là phải ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối có nghĩa là mình phải cúng lại, cái việc thực hành của mình là mình phải cúng lại hàng ngày hàng đêm. Bởi vì đó là cái bài mà Đức Thầy dạy mình ăn năn sám hối, và mình phải làm những cái việc thiện để mà bù đắp lại những cái chuyện ác đức mà mình đã tạo tác trước kia. Cho nên là phải ăn năn sám hối. Vậy thì ăn năn sám hối là cái điều thứ nhất mà Đức Thầy dạy. Mặc dù cái nợ đời ông trả chưa hết, nhưng mà cái chuyện làm thứ nhất của ông mà Thầy khuyên ông đó là phải ăn năn sám hối, là phải cúng lại, phải bỏ ác hành thiện. Thì đó là cái điều thứ nhất, cái bài học thứ nhất mà Thầy dạy mình. Bây giờ cái thứ hai nữa là sửa lấy lòng. Ăn năn sám hối rồi, bây giờ tới sửa lấy lòng. Mà biết ăn năn rồi phải không, rồi tới thứ hai nữa là sửa lấy lòng. Lòng mình là gì quý vị? Lòng mình là gì? Lòng mình bộ nó không có được tốt thì sao mà phải sửa quý vị? Quý vị tưởng tượng coi, lòng là cái gì mà tại sao mà Thầy khuyên mình nên sửa lấy cái lòng mình? Lòng là gì? Quý vị thử tưởng tượng coi, bây giờ đôi khi những cái chuyện mà bình thường vậy chứ mình không hiểu, phải không? Lòng là gì ạ? Lòng là tâm. Ta hỏi tâm là gì? Rồi ta hỏi lần lần riết tới rồi kỳ nhau, quý vị trả lời kỳ nhau không? Kỳ đà chắc cắt ké mẹ kỳ nhau lòng vòng vòng hết biết cái gì luôn, phải không? Bây giờ lòng là gì nào quý vị? Bây giờ mỗi con người mình đây này ha, là nó có hai phần. Quý vị thấy rõ ràng ha, mỗi con người mình nó có hai phần. Một là phần vật chất, phải không, đúng không? Là cái xác của mình nè, là cái thân xác. Cái này nó do bốn cái đại, tức là bốn cái hợp chất lớn mà nó tạo thành, đó là đất, nước, gió, lửa. Bản thân của cái này thì nó không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu mà nói rằng con người ta chỉ có cái thân xác này không, trúng không quý vị? Trúng không? Đâu trúng được. Ví dụ như cái thây ma đó, nó cũng có đầy đủ tứ đại, nó cũng có đầy đủ thân xác vậy, mà tại sao không gọi đó là người ta, phải không? Như vậy thì người ta này nó có cái gì khác hơn cái thây ma? Mặc dù cái thây ma, cái người chết đó nó cũng y sinh vậy, nhưng mà rõ ràng là con người ta nó có một cái phần, nó có một cái phần tinh thần ở bên trong. Tinh thần ở bên trong tức là cái phần thức của mình đó, người ta gọi đó là thần thức ở bên trong. Phải có đủ hai phần vật chất và linh hồn thì mới cấu tạo thành con người ta. Mà cái linh hồn thì mình không có thấy được, cái đó người ta gọi đó là lòng đó quý vị. Cái đó người ta gọi đó là tâm, đó là cái ý thức của mình đó. Là những cái tư tưởng mà nó khởi lên từ ở trong lòng của mình, từ ở trong cái tim, trong óc sát phàm mình nó khởi lên những cái tư tưởng. Rồi quý vị hỏi là bây giờ bộ cái lòng của mình nó khởi lên cái tư tưởng xấu lắm sao mà phải sửa? Xấu thiệt đó, xấu thiệt quý vị. Còn người ta đó, nếu mà quý vị không có học đạo, không có biết đạo là quý vị chấp ngã. Chấp ngã có nghĩa là mình tưởng cái thân của mình là thật, mình hiểu sai, mình nhận lầm, mình tưởng cái thân này là thật. Quý vị nghe Đức Thầy lý luận như thế này là quý vị biết là con người ta là không có hiểu đạo, con người ta sẽ làm bậy, sẽ làm sai. Đức Thầy dạy cứ lo o bế sửa sang, dồi mài cạo gọt, cưng nó, dưỡng nó, tức là dưỡng cái thân này nè, cứ lo o bế sửa sang, dồi mài cạo gọt, cưng nó là cưng cái thân này nè, dưỡng nó, tích trữ cơm tiền dành cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tiền thanh thất cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở, vân vân. Mà rốt cuộc mình lo cho cái nó không à, mình lo cho cái giả không à, mình lo cho cái thân tứ đại không à, phải không?
Mà hễ mình lo cho cái thân tứ đại này á, thì mình chấp ngã mãn điểm tô quy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặt đất trời xây, nó chết thì kệ nó ha. Là mình là chỉ lo cất cái nhà cho cao ha, là cho có tiền cho của cho nhiều. Mà cái đó đó, cái tư tưởng đó đó mới là tư tưởng xấu đó. Cái đó đó, cái chính vì cái chấp ngã, mình tưởng cái thân này là thật, mình hiểu sai, mình tưởng cái thân này là thật, mình lo cho cái thân. Cho nên bao nhiêu cái sự suy nghĩ của mình đều đổ dồn để lo cho cái thân này, mà rút cuộc cái thân này là cái thân giả. Mai mốt ai cũng chết, ai cũng bỏ cái thân xác này, mình cứ lo cho cái giả. Và chính vì lo cái giả đó cho nên mình mới tham. Mình tham kiếm tiền, kiếm bạc rồi này kia lo cho cái thân. Rồi mình cứ sân nộ, mê si, tối tâm mê muội. Cái tâm của mình khởi lên những cái tư tưởng độc ác không à. Tham lam, sân nộ, mê si, tính cái chuyện ác không à. Tính cái chuyện mà coi như là lợi cho mình mà hại cho người khác không. Thì tất cả những cái sự suy nghĩ khởi lên từ trong nội tâm mình mà làm tổn hại đến chúng sanh khác, mà làm lợi cho bản thân mình, thì đó là tư tưởng xấu, phải sửa nó. Phải sửa nó, nhất định là phải sửa nó. Và trong thi văn giáo lý Đức Thầy có dạy chỗ sự đầu tiên của người hành đạo, có nghĩa là cái việc đầu tiên của cái người tu hành, phải không? Là làm gì quý vị? Là cốt sửa tư tưởng, phải không? Cốt sửa tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Quý vị hỏi là tư tưởng mình xấu, xấu thiệt quý vị. Tư tưởng mình bây giờ quý vị thử nha, chiều nay quý vị thử đi, phải không? Quý vị thử tập bữa coi. Quý vị rất trưa trưa hay gì đó rảnh rảnh đó, quý vị nằm ở võng. Nằm ở võng quý vị coi thử coi. Ráng cố gắng mà coi thử coi cái lòng của mình nó đang tính cái chuyện gì. Ha, mình coi thử coi bây giờ tôi đang tính chuyện gì tôi nằm ở võng. Mà tính chút nữa ha, là đi là kéo cá rồi này kia đem về đó chiều kho ăn. Mình cái tính cái chuyện ác đó mà quý vị. Ha. Tức là cái tâm của mình nó luôn luôn tính cái chuyện mà nó lợi cho mình, thì cái tính đó đó, cái lòng đó là cái lòng xấu đó, cái lòng đó là cái lòng chúng sanh đó. Mà quý vị nên nhớ rằng khi mình chết đó, mà nó quen cái khởi nghĩ điều gì đó, nó trở thành cái nghiệp. Mình quen khởi lên cái tư tưởng tham, mình quen khởi lên tư tưởng tham sân si đó, khởi lên cái tư tưởng tham lam, thì quý vị biết đó, khi mà mình chết rồi cái linh hồn mình nó rời khỏi cái thân xác này đó, cái linh hồn mình nó sẽ bị chiêu cảm, có nghĩa là nó đi tìm đến cái cảnh giới nào mà có cái chuyện tham, nó tới chỗ đó, phải không? Nó tới chỗ đó. Mà tới cái cảnh giới của tham đó, là quý vị biết đó là cái cảnh giới gì không? Trong lục đạo luân hồi mà cảnh giới tham đó là cảnh giới của ngạ quỷ. Mà quý vị nào mà thường hay tính toán cái chuyện độc ác rồi hay coi chừng nó nghe, mơ mốt mà mình không có chịu tu sửa đó ha, là nó quen khởi lên tư tưởng đó rồi mình chết đó, cái linh hồn mình nó nhớ cái tư tưởng đó, cái tìm tới cái chỗ tham lam đó, cái mình đi đến cái chỗ đó. Và khi tới cái cảnh giới đó thì quý vị sẽ tạo một cái thân làm chúng sanh ở cảnh giới đó. Mình làm chúng sanh ở cảnh giới đó tức là mình làm con ngạ quỷ. Mà mình làm con ngạ quỷ thì mình chịu khổ, phải không quý vị? Rồi sân nộ mình mà khởi lên cái tư tưởng xấu ác là sân nộ, tức là hung dữ đó. Khởi lên cái tư tưởng mình tính cái chuyện ác không đó, tính cái chuyện độc ác không, là mai mốt quý vị chết rồi cái linh hồn mình còn nhớ tới cái chuyện độc ác, phải không? Mình nhớ tới cái chuyện độc ác, mà nhớ tới cái chuyện độc ác đó, nó kiếm cái chỗ nào mà độc ác nó tới, phải không? Mà đến cái cảnh giới độc ác đó là cái cảnh giới của súc sanh. Mà tới cảnh giới đó thì quý vị sẽ thọ thân làm một chúng sanh ở cõi súc sanh. Ví dụ như bây giờ làm con cọp chẳng hạn. Con cọp, tại vì con cọp nó hung dữ, mình đi kiếm cái chỗ hung dữ mình đi tới đó. Tới đó mình tạo một cái thân ở chúng sanh ở cõi đó. Còn bây giờ người ta làm thiện, ta làm hết các việc từ thiện nhưng mà ta không có cầu sanh cõi Phật. Thì khi chết đó, cái linh hồn người ta cũng kiếm cái chỗ thiện người ta đi tới, phải không? Tới cái chỗ thiện đó là cảnh giới cõi trời. Mà quý vị mà làm việc thiện mà quý vị không cầu giảng sanh đó, không cầu về cõi Phật đó, nó cũng tốt chứ không phải là không tốt. Là mình khi mà chết cái linh hồn mình nó sẽ chiêu cảm đến cái cảnh giới của cõi trời. Và đến cái cảnh giới cõi trời mình sẽ tạo một cái thân ở cảnh giới cõi trời. Mình sẽ có một cái thân cảnh giới cõi trời. Cái thân ở cảnh giới cõi trời là gì quý vị? Là gì? Là tiên, phải không? Tiên mới ở trên trời, đúng không? Thành tiên, cho nên Đức Thầy giải phước nhiều tiên cảnh lên rài.
cái người mà ta làm phước mà ta không có cầu giảng sanh đó hen, là chết đó, bị cái nghiệp thiện đó nó đưa người ta đến cái cảnh giới thiện và lên trên trời thì thành chúng sanh nó cõi trời thành tiên. Tiên thấy vậy chứ cũng sướng lắm đó, không phải khổ đâu nghe quý vị. Sướng lắm đó, có tới ngũ thông lần đó. Cũng đi mây về gió lắm đó chứ không phải là thường đâu nha. Vì đó thì sửa lấy lòng. Nghe. Như vậy thì quý vị biết cái lòng mình là gì rồi phải không? Biết cái lòng của mình là tệ lắm rồi đó phải không? Phải sửa lắm mới được. Cho nên thầy dạy mình nó nhiều chỗ lắm, để thầy cảnh tỉnh mình nhiều chỗ lắm. Chim khôn thì uống nước trong. Người khôn mau sớm rửa lòng bợ nhơ. Lòng bợ nhơ của mình đó là cái lòng xấu đó, cái lòng tham lam, sân nộ, mê si, cái lòng độc ác đó. Phải sửa nó, không sửa nó là cái mình cái thân sau mình khổ lắm đó quý vị. Không mà cái người nào mà quen tính toán cái chuyện mà lường gạt, chiếm đoạt của người ta là cái thân sau người đó khổ dữ tợn lắm đó. Người đó sẽ có một cái thân sau ở cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên phải sửa nó. Rồi bây giờ quý vị hỏi cách nào mà sửa? Bây giờ làm sao mà sửa đây, làm sao mà sửa lấy lòng? Làm sao mà sửa lấy cái lòng của mình được quý vị? Bây giờ quý vị muốn thấy, muốn sửa được cái lòng thì quý vị phải thấy cái lòng, phải không? Phải thấy cái lòng của mình, coi cái lòng của mình nó ác hay nó thiện mới sửa. Chứ nếu mà cái lòng của mình nó thiện thì mình đâu có sửa chi, phải không? Cái lòng của tôi đương niệm nó mô với đâu quý vị biểu sửa xuống chữ thề. Đâu phải không? Tức là mình phải thấy, mình phải biết cái lòng của mình nó đang làm cái gì. Nó đang làm cái gì, nó làm chuyện xấu hay làm chuyện ác, hay là nó làm chuyện tốt, mà mình biết nó mình phải sửa. Rồi quý vị hỏi làm sao tôi biết nó? Lần lần đi vô đi quý vị, từ từ quý vị sẽ thấm được, mình sẽ thấy được cái những cái lời dạy của Đức Phật cũng như Đức Thầy mình hay lắm, mình ứng dụng. Quý vị muốn sửa được cái lòng mình, quý vị phải thấy được cái lòng. Muốn thấy được cái lòng là phải làm sao? Là phải tỉnh. Tỉnh đừng có mê. Quý vị hỏi tỉnh là sao? Tỉnh là sao? Tỉnh có nghĩa là lúc nào tôi cũng thấy từng cái sự suy nghĩ ở trong lòng tôi khởi lên cái gì. Thấy từng cái niệm khởi sanh diệt ở trong lòng của mình nó đang tính cái gì. Nó khởi lên cái chuyện thiện hay là khởi lên cái chuyện ác. Nó khởi lên cái chuyện giết người hay là khởi lên cái chuyện đi bố thí là tôi phải biết. Nằm trên võng đi quý vị sẽ thấy được à. Quý vị nằm trên võng đi quý vị, gác tay lên trán quý vị để suy nghĩ ha quý vị. Mà nó đang tính đó ha quý vị, thì cái mà mình mà cái mà mình biết đó, cái lòng mình đang tính gì đó là quý vị đang tỉnh đó quý vị. Đang tỉnh đó, cái đó là đang tỉnh giác đó. Còn nếu mà mình không tỉnh đó ha, là mình sẽ chạy theo cái chuyện tính đó không à. Mình đã đi theo cái chuyện mà mình tính toán đó không à, mà mình không có biết là cái tính đó là cái tính thiện hay tính ác. Không có biết cái tính đó là tính tốt hay tính xấu. Cho nên bây giờ phải biết nó mà sửa nó. Tức là mình phải tỉnh giác, mình phải thấy từng cái niệm khởi sanh diệt. Nói theo cách nói của giáo lý nhà Phật, cái người tỉnh là phải thấy từng cái niệm khởi sanh diệt ở trong lòng mình. Biết cái niệm khởi đó là niệm thiện, niệm ác. Biết nó là chánh niệm hay là tà niệm. Đặng mình sửa từng cái niệm khởi đó. Nếu mà mình quên một chút là mình mê. Nhớ nha quý vị, quên một chút là mình chạy theo những cái niệm khởi đó, mình chạy theo những cái niệm tưởng đó là mình đang mê. Cho nên là phải sửa lòng bợ nhơ của mình đó. Và lòng bợ nhơ nó quan trọng dữ lắm. Cái tấm lòng của con người ta nó quan trọng dữ lắm quý vị. Sửa được tấm lòng đó là quý vị sẽ có được cái thân sau cao quý. Sẽ có được một cái thân sau cao quý, có nghĩa là sau khi mình chết rồi đó. Mặc dù là cho dù mình nghèo ở cái kiếp sống này, mình nghèo, mình tệ, xấu tới cỡ nào đi nữa, mà mình biết tu sửa cái lòng mình, mình sửa cái lòng mình đó, cho nó được tốt đẹp rồi, trở thành cái thói quen rồi đó, sau khi mình chết đó, bỏ kiếp này, bây giờ kiếp này tệ quá tôi bỏ, tôi không xài nữa, xe này chạy không êm, bây giờ tôi đi, phải không? Sửa lấy lòng có nghĩa là quý vị đang tu hành, đang tạo cái công đức của cái nội tâm, và mình sẽ có được một chiếc xe sao tốt hơn, có được một cái thân sao cao quý hơn nhiều. Thì đó là sửa lấy lòng. Cho nên Đức Thầy mới dạy đó. Cho nên Đức Thầy mới dạy ông Cò Tào Hảo đó quý vị. Và quý vị nghe cho kỹ nè, ông Cò Tào Hảo cũng là trí thức đó chứ không phải là thường nữa. Đức Thầy dạy ông Cò Tào Hảo đó nghe, ông nhớ nha, trong sắc thân ông phải giám thị lục căn. Giám thị lục căn đó, đừng cho chúng tính lăng quăng đó phải không? Có nghĩa là trong cái thân này là ông phải ráng cố gắng mà ông coi chừng. Giám thị có nghĩa là coi chừng những cái niệm khởi của ông. Đừng cho nó tính lăng hoàng, đừng cho tính lăng hoàng, tức là đừng cho nó tính bậy, phải không?
đừng cho nó tính cái chuyện mà lợi cho mình mà hại người khác. Đừng cho nó tính đó, đó là cái tai hại đó phải sửa. Cho nên cái người mà muốn sửa được lòng mình đó là phải tỉnh giác, là phải tự trị lấy thân mình, phải tự trị lấy thân mình. Mà muốn tự trị là phải tỉnh, không có mê. Quý vị mê tức là quên, mà hãy mình quên có nghĩa là mình đi theo cái, mình đi theo cái sự suy nghĩ mà mình thường hay suy nghĩ hàng ngày là mình đang mê. Cho nên cái câu thứ hai mà Đức Thầy dạy cho ông Phan Châu Bá đó, mặc dù cái đời, cái nợ đời ông trả chưa hết ha, nhưng mà ông nghe theo thầy hai chuyện, hồi nãy mới nói chuyện nãy đó là phải cúng lại phải không, là phải ăn năn sám hối, là ông phải cúng lại đó, phải ăn năn sám hối chừa bỏ những cái lỗi xấu đi, và phải sửa lấy lòng. Sửa lấy lòng có nghĩa là thấy được cái lòng của mình và sửa những cái tư tưởng xấu ác ở trong cái nội tâm mình. Cái này là cái mà được xem nó là tự lực, quý vị, được xem là một cái phương pháp tu tập tự lực. Phải thấy được cái lòng xấu của mình mà mình sửa. Cái lòng của ông Phật không bao giờ xấu nha quý vị. Ông Phật là cái lòng của ông tốt, toàn, người ta gọi là toàn thiện toàn mỹ đó. Còn mình ha, cái lòng của mình ha là xấu 100, ví dụ như 100 ha, mình xấu có thể tới 80 cái trong đó. Những cái tư tưởng xấu nó khởi lên trong lòng mình 80, 90. Còn ông Phật này quý vị nghe, ông Phật này thí dụ như ông thầy mình, cái tư tưởng của ông thầy mình nó bự dữ lắm quý vị, nó bao la, nó rộng lớn, nó trùm phủ. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông, tình yêu trang chứa trên hoàng vũ, không chỉ yêu riêng khách má hồng. Còn mình ha, ta có tình yêu rất là tệ phải không, ta có tình yêu quá khứ tệ, chỉ lo cho cái thân của mình. Trong khi ông thầy mình đó, cái tình yêu của ổng nó rộng, nó bao la dữ lắm. Cái đó là cái tình từ bi hỷ xả của một bậc giác ngộ. Cho nên mà ráng mình sửa cái tâm mà tham sân si chấp ngã của mình cho nó thành những cái tư tưởng tốt, tư tưởng từ bi hỷ xả, tư tưởng bác ái dị tha, thì đó là sửa lấy lòng. Vì vậy thì nội dung của câu thứ hai mà Đức Thầy dạy cho ông Phan Châu Bá đó là ông phải biết ăn năn, tức là ông phải biết cúng lại, biết sám hối, phải biết làm lành lánh dữ, và phải sửa lấy những cái tư tưởng xấu ác của nội tâm mình. Chưa hết, đó là mới dạy, ông mới có thực hiện hai chuyện à. Bây giờ cái nợ đời của ông muốn cho nó hết nữa ha, thì ông phải làm thêm một chuyện nữa. Đó là cái nội dung của câu thứ ba. Nội dung câu thứ ba là gì quý vị? Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, phải không? Đọc ra là quý vị thấy liền phải không? Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Thực sự là niệm chữ Di Đà. Niệm chữ Di Đà có nghĩa là gì? Không lẽ mình niệm Di Đà, Di Đà, Di Đà, phải không? Mà đọc đủ là niệm Nam Mô Di Đà Phật nó mới đủ. Tại vì câu thơ của người ta có mấy chữ à, cho nên phải viết cho nó gọn lại. Niệm chữ Di Đà có nghĩa là phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Và Đức Thầy cho biết rằng niệm Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ tan chướng nghiệp của mình. Chướng nghiệp là gì quý vị? Chướng nghiệp là gì? Chướng nghiệp là nghiệp chướng, phải không? Rồi ta hỏi quý vị thêm nữa, nghiệp chướng là nghiệp gì? Nghiệp chướng là cái nghiệp ác, phải không? Là những cái thói quen ác mà mình đã tạo tác, người ta gọi đó là cái nghiệp chướng. Nó lợi cho mình mà nó hại cho người ta, là cái chuyện đó là bị người ta thế nào, được công bằng của trời đất thế nào người ta cũng đòi nợ mình. Cho nên niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, tức là tan đi những cái nhân xấu ác mà mình đã tạo tác. Bây giờ nói tới niệm chữ Di Đà, bây giờ nói tới niệm chữ Di Đà thì chúng tôi xin được trình bày cho nó cụ thể hơn về cái việc mà niệm chữ Di Đà. Thưa quý vị, niệm chữ Di Đà có nghĩa là niệm Nam Mô Di Đà Phật, là tu theo pháp môn Tịnh Độ, phải không? Trong giáo lý của nhà Phật người ta gọi là tu theo pháp môn Tịnh Độ. Mà pháp môn Tịnh Độ này ai mà dạy ra cái pháp môn này quý vị? Có nguồn gốc từ đâu? Ai dạy ra pháp môn này? Và những cái lời dạy đó còn được lưu truyền lại tới bây giờ không? Niệm chữ Di Đà có nghĩa là niệm Nam Mô Di Đà Phật là một cái pháp tu vượt sanh tử luân hồi, là một trong nhiều cái phương pháp tu tập vượt sanh tử luân hồi mà chính Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đã dạy. Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đã dạy cái pháp môn này, là cái người đầu tiên hạng nhất trong thi văn, trong giáo lý nhà Phật người ta gọi là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni khai thị ra pháp môn Tịnh Độ này. Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni dạy cái pháp môn Tịnh Độ này ở cái giường Lộc Quyển ở thành Ca Tỳ La Vệ, ở nơi giường của ông Cấp Cô Độc, xin lỗi, ở thành Ca Tỳ La Vệ, ở giường của ông Cấp Cô Độc.
Thì trong một cái lần mà Đức Phật lên thuyết pháp, Đức Phật bước lên cái chỗ mà Đức Phật thuyết pháp, người ta gọi là pháp hội. Và thường thường thì có người hỏi, Đức Phật trả lời. Nhưng mà đặc biệt trong cái lần thuyết pháp kỳ đó đó, ở giường của ông Cấp Cô Độc, Đức Phật bước lên trên cái đài tháp đó, Đức Phật thuyết, không có ai hỏi một câu gì hết. Và Đức Phật tự giới thiệu ra cái pháp môn Tịnh Độ, tự dạy ra cái pháp môn Tịnh Độ này. Đức Phật là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni nha. Đức Phật mới giới thiệu, ta cho các ngươi biết, tức là nói với hậu chúng ở dưới, ta cho các ngươi biết rằng từ cõi ta bà của chúng ta nè, tức là từ cái chỗ mà Đức Phật đang thuyết pháp đó, hay là cái chỗ mà mình đang ở đây nè, nhìn về hướng Tây cách 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Bằng trí tuệ của ông Phật, ông Phật mới thấy chúng sanh mình không có thấy đó đâu. Đức Phật cho biết rằng kìa, ở xa xa đó kìa, cách 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Ở nơi đó, cái thế giới đó, ông Phật A Di Đà ông đang làm giáo chủ dạy đạo ở đó. Ở nơi đó có Quan Thế Âm, có Đại Thế Chí. Cái cảnh cực lạc đó có vô số Phật, rất là nhiều Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác và những chúng sanh mới được giảng sanh về trên cõi đó. Đó là cõi Phật, cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cái cảnh giới mà theo kinh điển của nhà Phật còn lưu truyền lại bây giờ đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, còn dạy cái pháp môn Tịnh Độ đó cho tới bây giờ. Và Đức Thầy chúng ta nhắc lại cái pháp môn Tịnh Độ này, và bằng cái sự trí tuệ của Thầy, Thầy cho chúng ta biết rằng cái thời này, cái pháp môn này là pháp môn cứu cánh hạng nhất. Môn Tịnh Độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Trong kinh điển nhà Phật cho chúng ta biết cái cảnh giới cõi Tây Phương Cực Lạc có đầy đủ y báo và chánh báo, có hai phần, có đầy đủ y báo và chánh báo. Đó là những cái từ ngữ trong Phật học, chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế này. Đầy đủ y báo có nghĩa là có đầy đủ phương tiện và vật chất, không thiếu thốn một thứ gì hết. Ở cõi cực lạc không có thiếu thốn một thứ gì hết, mà người ta không cần phải quá lo lắng, không cần phải lo lắng để mà làm mới có ăn. Đức Thầy dạy chúng ta là cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai đó, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Tức là Đức Phật diễn tả cảnh giới cõi cực lạc nó có đầy đủ hết, chứ không phải mà làm ăn cực khổ như mình bây giờ phải đi làm cỏ mướn ngày 200 ngàn, nắng nôi gần chết mới có được bữa ăn. Ở trên đó muốn cái gì là có cái đó, không có thiếu thốn gì nhà cửa gì, ở lền đài điện ngọc cung điện gì, y phục thì muốn mặc như thế nào. Thậm chí có nhiều cái hồ nước mát mẻ trong lành gọi là nước công đức mà uống vô nó tinh tấn tu hành. Các cái loài chim nó cũng hót ra những cái tiếng pháp di diệu. Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu cái cảnh giới đó nó có đầy đủ phương tiện vật chất như vậy. Và Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni còn giới thiệu cái cảnh giới cõi Tây Phương Cực Lạc á, là nó có đầy đủ chánh báo. Chánh báo có nghĩa là gì quý vị? Chánh báo có nghĩa là có đầy đủ cái đạo chánh. Đặc biệt là ở cõi cực lạc không có ai dạy bậy, không có tà giáo ở trên đó. Có đầy đủ chánh báo có nghĩa là có đầy đủ cái giáo lý vô vi, cái chánh đạo vô vi đó. Ở trên cõi cực lạc là không có tà đạo. Chúng ta nên nhớ là cõi này đó hen, là nó quá nhiều trái chua, trong khi cõi cực lạc đó từ các vị Phật cũng đâu có ông Phật nào mà dạy bậy, phải không? Đâu có Bồ Tát nào mà dạy bậy. Rồi Thanh Văn, Viên Giác đều là những cái người mà ta dạy ra những cái lời chánh đạo vô vi chân truyền, cho nên gọi là đầy đủ chánh báo. Ở cõi cực lạc không có tà đạo, không có người dạy sai. Và đặc biệt là cõi cực lạc có ông Phật A Di Đà, ổng có ba cái điểm, đó là có đầy đủ cái công đức. Ông Phật A Di Đà có đầy đủ cái tuổi thọ, và ông Phật A Di Đà có đầy đủ cái hào quang, vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức đó. Cái đó có nghĩa là gì quý vị? Vô lượng thọ có nghĩa là không có chết. Ông Phật A Di Đà là ông không có chết đi đầu thai lại giống như mình. Ha? Không phải ông Phật A Di Đà không, mà mấy ông Phật kia cũng vậy, phải không? Tức là nói chung là về cõi cực lạc là không có việc chết nữa. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ rồi. Mình với tuổi thọ ông Phật là giống nhau, không có chết. Tử thần kia đâu dám dắt hồn mà, phải không? Và có vô lượng quang có nghĩa là gì? Có nghĩa là có đầy đủ cái hào quang,
nói theo cái về phương diện sự. Còn Vô Lượng Quang mà nói về phương diện lý là có đầy đủ trí tuệ. Ông Phật A Di Đà là coi như là toàn giác. Toàn giác có nghĩa là gì quý vị biết không? Toàn giác có nghĩa là cái gì ông biết cũng trúng hết đó. Ông Phật A Di Đà ông không có biết cái gì chặt hết đó. Mà không phải ông Phật A Di Đà không, mà tất cả các vị Phật mà khi mà chứng được cái quả Phật rồi là ông nào cũng biết trúng, mà không có ông nào biết chặt hết. Cho nên gọi là Phật là gì đó, Phật là giác. Còn mình đó là 100 thứ mình biết chặt hết 90 thứ rồi, hoặc mai là 10 thứ là biết trúng thôi, sợ chừng còn hơn nữa, phải không? Tức là ông Phật A Di Đà ông có đầy đủ, có vô lượng thọ, vô lượng quan và vô lượng công đức, có phước đức rú khủng khiếp lắm. Và đặc biệt hơn nữa là đây là quý vị nghe đây ha, quý vị nghe cái này đi, nó ngộ ngộ lắm. Và chính vì cái điều này quý vị biết nè, thành ra quý vị ráng cố gắng niệm Phật. Sở dĩ mà Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni khuyên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, tại vì ông Phật A Di Đà ông có thề, ông có 48 cái lời thề, người ta gọi là 48 lời đại nguyện, phải không? Quý vị có nghe nói trong kinh điển Đức Phật A Di Đà có 48 lời đại nguyện, và trong 48 lời đại nguyện có một cái nguyện mà nếu mà mình thực hiện được một cái nguyện ông Phật A Di Đà ông nêu lên đó, ông Phật A Di Đà thề rằng sẽ giúp mình. Đó là lời đại nguyện thứ 18. Lời đại nguyện thứ 18 chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe ha, đọc quý vị nghe để quý vị thấy được là cái lời thệ nguyện của ông Phật A Di Đà. Chính vì vậy mà ông Phật Thích Ca Mâu Ni mới biểu mình niệm Phật, rồi Đức Thầy mới khuyên mình niệm Phật. Ông Phật A Di Đà ông thề vậy nè quý vị, lời đại nguyện thứ 18: lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm mến mộ, muốn sanh về cõi nước tôi. Nhận đến 10 niệm, nếu không được sanh thời, tôi không ở ngôi chánh giác, trừ những kẻ tạo tội cùng phỉ báng chính pháp. Đó là nội dung của cái lời thề thứ 18. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nội dung của lời thề đó có nghĩa là gì? Chỉ trừ ra 5 cái hạng người cực ác mà ông Phật A Di Đà ông sẽ không có giúp đỡ, không có gia hộ. Đó là tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch là tội giết cha nè, cái người nào mà giết cha là coi chừng Phật A Di Đà không có tiếp đâu nghe quý vị. Rồi giết mẹ nè, giết A La Hán nè, gây sự bất hòa trong tăng chúng này ha, mà làm cho tín đồ mà mất đoàn kết với nhau là cái tội ngũ nghịch là nó nghe, cái tội đó lớn lắm chứ không phải nhỏ. Và gây thương tích cho Phật, làm cho Phật chảy máu đó ha. 5 cái tội này là gọi là tội ngũ nghịch, là không được cứu vớt, không được gia hộ thôi. Còn trừ những cái hạng khác mà ai mình niệm được 10 niệm trước khi nín thở, trước khi chết á, ai mà còn giữ được 10 niệm trước khi chết thì ông Phật A Di Đà thề rằng ổng sẽ dùng cái hóa thân đến để mà nhiếp thọ. Từ ngữ nhiếp thọ có nghĩa là giữ lấy cái linh hồn của mình. Khi mình mới chết ra, cái linh hồn của mình nó rời khỏi thân xác này, nó bơ vơ bên ngoài đó, cái mình đi theo cái nghiệp. Nhưng mà mình nhớ mình còn niệm được 10 niệm, ông Phật A Di Đà tới ổng giữ lấy cái linh hồn của mình, ổng đưa về trên ao thất bảo ở bên cõi cực lạc, đưa về ao thất bảo cõi cực lạc. Và cái ao đó quý vị tưởng tượng rằng nó là một cái ao sen rất là lớn, có chứa rất là nhiều cái bông sen trong đó. Và cái linh hồn mình được Phật A Di Đà đưa vào ở trong một trong cái bông sen, một trong những cái bông sen đó. Và tùy vào cái việc tu hành của mình ở thế gian này nhiều hay ít mà cái bông sen đó nó sẽ được nở ra, hoặc là nở sớm hoặc là nở muộn. Và khi mà mình có một cái thân, khi mà mình nở cái bông sen đó nó nở ra thì mình sẽ có được một cái thân. Có được một cái thân đó ta gọi đó là thân, gọi là thân liên hoa. Thấy không quý vị có nghe không? Gọi là liên hoa hóa thân. Ha. Thành ra mình mà niệm Nam Mô Di Đà Phật mà giữ được 10 niệm Phật A Di Đà đến giữ lấy cái linh hồn mình đưa về đó ở trong cái bông sen đó. Nếu mình làm ác còn hơi ác nhiều đó ha, thì bông sen nó lâu nở ra một chút. Còn nếu mà mình thiện nhiều, bông sen nó sẽ mau nở ra. Và khi bông sen nó nở ra rồi đó thì mình sẽ có được một cái thân người ta gọi là liên hoa hóa thân, và cái thân đó là thân Phật, thân đó không có chết nữa. Thân đó là thấy êm rồi đó. Ha, được cái thân đó là coi như là thấy ngon lắm rồi đó, không có chết nữa. Và tiếp tục, và mình sẽ tiếp tục nghe các vị Phật Bồ Tát rồi kia dạy đạo mình, từ từ mình tu tập thiền định, tâm mình đạt đến cái chỗ đại định. Cho nên Đức Thầy mới dạy là nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà tiếp tục học đạo đó, phải không, cho hoàn thành đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Rõ ràng nếu mà chúng ta thực hiện được một cái lời, chính vì cái lời đại nguyện thứ 18 này là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mới khuyên người ta nên niệm Phật đó. Ông Phật A Di Đà ông kêu các ngươi niệm Nam Mô Di Đà Phật đi, niệm được 10 niệm, khi mà sắp sửa chết đó còn nhớ được 10 niệm thì ông Phật A Di Đà sẽ đến tiếp giữ lấy cái linh hồn đưa về đó. Cho nên các ngươi phải ráng niệm đi. Có người nói rằng Phật A Di Đà là
là nói chỉ cần niệm 10 niệm thôi, bây giờ tôi không niệm, tôi chờ nào gần chết rồi tôi niệm, phải không? Chừng nào tôi gần chết rồi tôi niệm, mà tôi niệm được 10 niệm thì tại vì ông thề phải ông tới tới tiếp mình, được không quý vị? Khó lắm nghe, khó cái vụ đó, khó dữ tợn lắm. Mà quý vị cỡ như quý vị chắc chắn là quý vị đã có chứng kiến cái người gần chết rồi phải không? Cái lúc mà nó ngáp ngáp đó quý vị không? Cái người mà nó ngáp ngáp gần chết rồi đó, quý vị thấy nó khủng khiếp luôn. Người ta lo lắng thứ này thứ nọ, Đức Thầy diễn tả gần thấp hối tâm thần sao trác trí dẫn dơ kinh sợ vô cùng. Tới chừng đó rồi quý vị có niệm tới cỡ nào đi nữa cũng không có nhớ niệm được 10 câu đâu. Rồi lần mòn đến lúc lâm chung giả cõi tạm theo đường tổ phước. Cho nên thôi bây giờ chắc ăn, muốn chắc ăn đó ha. Tao niệm Phật, tao niệm riết, giật mình cũng niệm. Bây giờ có một số vị ra thì chúng tôi thấy là quý vị đã niệm Phật có thể nói rất là có cái công đức rồi đó. Giật mình cũng được, cũng niệm. Ho cái cũng niệm đó quý vị, có nhiều người ta nhảy mũi người ta cũng niệm, nó đi chợt giò người ta cũng niệm. Mà cái đó là có cái quá trình mà tu tập mà niệm Phật rồi rất là nhuyễn rồi đó, rất là lâu rồi đó. Hy vọng là nhớ tới mà lúc mà mình gần chết đó, nó có khổ thế nào nữa, nó có nhức thế nào đi nữa, con nó có cự nữ thế nào đi nữa, thôi tụi bay ở lại bay làm gì phải làm đi ha, tao yên chí tao đi rồi ha, ráng niệm Phật để đi ha. Nếu mà được ha. Nếu mà mình ráng mà cố gắng mình niệm được như vậy ha, thì chắc chắn Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn. Chính vì vậy đó mà niệm Nam Mô với là Phật được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn linh hồn, thì đó là nói gì tổng quát về pháp môn tịnh độ là vượt sanh tử luân hồi về cõi cực lạc và tu tập tiếp tục để thành Phật đã trở lại cứu vớt chúng sanh. Nhưng mà cái câu giảng mà Đức Thầy dạy cho mình đây là niệm chữ Di Đà nó tan chướng nghiệp, chứ không phải là niệm chữ Di Đà ngoài cái chuyện được giảng sanh đó rồi. Rồi bây giờ niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Bây giờ chướng nghiệp là cái gì? Chướng nghiệp là nghiệp chướng, hồi nãy cô này nói là phải không? Chướng nghiệp là nghiệp chướng. Nghiệp chướng tức là nghiệp ác. Nghiệp ác tức là những cái việc làm mà nó xấu ác mà mình đã tạo tác ảnh hưởng xấu đến chúng sanh khác, người ta gọi đó là nghiệp chướng. Và khi mà mình làm ác với ai đó, người ta thù mình, phải không quý vị? Người ta thù mình, ta đâu có quên. Mới mốt mà tôi mà có được cái điều kiện tốt mà tôi xúc ông lại, phải không? Tức là tôi sẽ trả thù ông lại. Cho nên là nó có quan quan tương báo vậy đó. Mình tạo cái nghiệp ác, tức là mình bị quan quan tương báo, bị cái nghiệp chướng đó vậy. Mà bây giờ Đức Thầy khẳng định rằng niệm chữ Di Đà nó mất đi cái nghiệp chướng. Bây giờ quý vị lý giải làm sao cho mà niệm Nam Mô Di Đà Phật mà mất cái nghiệp chướng đây? Thì nếu mà có nghiên cứu kỹ trong giáo lý của nhà Phật cũng như trong sấm giảng thi văn giáo lý của Thầy, thì có hai cái lý do mà làm cho người ta mất đi những cái tội ác, những cái chướng nghiệp, những cái nhân xấu ác, hay nói khác hơn là những cái vết đen nó ghi khắc ở trong tâm thức của mình. Mà niệm Phật thì nó mất đi cái dấu đen đó. Cái thứ nhất đó là nhờ được cái oai lực của chư Phật, nhờ được cái oai lực của Đức Phật A Di Đà. Ông Phật A Di Đà có, người ta hồi nãy nói đó, vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức đó. Nhờ cái công đức của Đức Phật A Di Đà mà mình niệm cái danh hiệu của Ngài đó, nhờ cái oai lực của Ngài, nhờ cái sự gia hộ của Ngài mà nó vượt qua được những cái chướng ngại ở trong cái cuộc sống của mình, ở trong cái nó tan mất đi những nghiệp chướng. Và điều này Đức Thầy cũng đã khẳng định với mình, đúng quý vị. Đức Thầy khẳng định với mình, Đức Thầy dạy lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, phải không? Thì nạn tai cũng thoát như không. Nạn tai là cái gì? Nạn tai là cái chướng nghiệp của mình tạo, phải không? Nạn tai là cái chướng nghiệp của mình tạo. Bây giờ mình gặp, mà bây giờ mình em Nam Mô Di Đà Phật hay là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Mà thực sự vậy đó quý vị. Đấy, nhờ vào cái tha lực, cái này là cái phần tha lực. Tha lực có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sức mạnh ở bên ngoài. Sức mạnh ở bên ngoài là sức mạnh của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà có vô lượng công đức, nhờ vào cái sức mạnh của Ngài. Mà trong giáo lý của nhà Phật nó nói là cái người niệm Phật đó không phải là chỉ có ông Phật A Di Đà ông mới hộ trì, mà cái người niệm Nam Mô Di Đà Phật tu theo pháp môn tịnh độ đó được mười phương chư Phật gia hộ. Mười phương chư Phật gia hộ là nhiều dữ lắm phải không quý vị? Cái lực của nó lớn lắm chứ đâu phải là thường, phải không? Được mười phương chư Phật gia hộ. Rồi bây giờ ở xa quá, mấy ông đó ở xa quá mình không biết ông gia hộ sao, nhưng mà các vị chư thần chư thánh, các vị Bồ Tát bổ sứ, mấy ông thần ở gần gần mình mà mấy ông thấy mình niệm Phật, mấy ông cũng tiếp mình đúng không gì, mấy ông cũng gia hộ cho mình vượt qua cái khổ nạn. Cho nên niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình niệm Nam Mô Di Đà Phật được cái oai lực
được cái sức mạnh từ Đức Phật A Di Đà, từ mười phương chư Phật, từ chư thần, chư thánh, các vị Bồ Tát, Bổ Sứ ở gần mình đây nè, Long Thần Hộ Pháp ở gần mình đây nè, cũng gia hộ cho cái người niệm Phật nữa. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật nó tan lấy cái chướng nghiệp của mình. Và thực sự như vậy đó, có rất nhiều trường hợp mà người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật vượt qua những cái chướng nghiệp của mình ở trong cái cuộc sống đời thường. Đó là cái thứ nhất, là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Cái lý giải thứ hai mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật nó tan chướng nghiệp nữa, đó là gì quý vị biết không? Đó là bây giờ quý vị bây giờ mở ngoặc ra nói thêm cho quý vị biết cái về chướng nghiệp để quý vị thấy nó tan chướng nghiệp. Chướng nghiệp tức là gì? Chướng nghiệp có nghĩa là những cái vết nhơ mà nó đã ghi ở trong tâm của mình. Thí dụ như đó, tôi đấm ông đó một cái ha, là không phải ông đó ông nhớ không, mà tôi nhớ trong đầu mình đó. Phải không? Nó nhớ cái đó đó, cái nhớ cái chuyện làm ác của mình, nó ghi ở trong cái tâm của mình. Tức là nó giữ lấy cái hành động mình làm ác đó. Hoặc là mình chửi bà đó một trận đó, thì đó tôi nhớ lại rồi đó, tôi không biết làm sao mà tôi chửi bà đó một trận quá khứ vậy ha. Là cái đó nó đã ghi khắc lại trong tâm, trong tim của mình, và nó trở thành một cái người ta gọi là cái vọng niệm, trở thành một cái niệm mà luôn luôn nhớ trong nội tâm của mình, cái tà niệm luôn luôn nhớ trong nội tâm của mình. Và một câu niệm Phật có thể diệt được một cái vọng niệm đó. Hồi nãy quý vị nghe đồng đạo thiền tín của mình đó, là Đức Thầy dạy đó. Chướng nghiệp có nghĩa là gì? Chướng nghiệp có nghĩa là những cái nhân xấu ác, những cái vết nhơ mà nó đã ghi khắc ở trong tâm của mình. Bây giờ mình niệm một niệm Phật là chùi được một vết nhơ đó. Cũng giống như trong cái tờ giấy trắng của mình đó, có một cái vết đen. Mà bây giờ đó, mình mà mỗi lần mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là mình chùi một cái vết đen đó một cái. Mà Đức Thầy đã lý luận rất là rõ ràng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, niệm chữ Di Đà nó mờ mờ đi, dần dần nó mất đi những cái chuyện mà xấu ác mà mình đã làm trước đó mình đã nhớ. Còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ cái vọng niệm chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Rõ ràng phải không quý vị? Mà đọc cái câu đó là quý vị thấy rùng mình phải không? Mà trong tâm của mình nó nghĩ khủng khiếp lắm chứ không phải là nó nghĩ thường trong đó đâu. Trong tâm của mình nó nghĩ tán lả, trong điên đảo ở trong nội tâm, bởi vì ta gọi là điên đảo đó. Trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, có nghĩa là nó điên đảo trong đầu mình, những cái chuyện xấu xa rồi này kia nó ghi nhớ đầy trong đó. Hôm nay nên nay hãy một niệm Phật, được một niệm Phật thì lìa được một niệm chúng sanh. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật nó bôi được một cái niệm xấu rồi phải không? Mà niệm niệm Phật thì lìa các vọng niệm chúng sanh, mà cho nên mình niệm viết rồi cái ủa hồi đó tôi quên rồi, mất tiêu rồi, không nhớ rồi đó, tôi tán cái ông đó một cái, bây giờ tôi quên cái chuyện đó, quên cái chuyện xấu ác đó, nhờ vào cái câu niệm Phật đó mà nó cái tâm của mình nó mất đi những cái vọng niệm điên đảo, những cái việc xấu ác của mình nhờ vào cái câu niệm Phật A Di Đà đó, nó làm phai mờ đi, nó làm mất đi những cái vọng niệm điên đảo đó. Như vậy thì rõ ràng là niệm Nam Mô Di Đà Phật nó tan chướng nghiệp. Chướng nghiệp là những cái nhân xấu ác mình đã ghi khắc trong nội tâm mình. Bây giờ mình niệm một niệm Phật là nó bôi được một cái niệm xấu ác đó. Vậy thì rõ ràng là mình đã niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, phải không quý vị? Rõ ràng là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Như vậy thì nội dung của câu thứ ba Đức Thầy mới chỉ cho ông Phan Châu Bá biết. Ngoài cái chuyện ông ăn năn sám hối, ông cúng lại đó rồi ha, ông sửa tánh răng lòng rồi đó, ông ráng niệm Phật, phải không? Ráng niệm Phật mới được, niệm chữ Di Đà đi nó tan chướng nghiệp à. Niệm Nam Mô Di Đà Phật, nếu mà ông có đủ cái túc duyên, đủ cái duyên lành, niệm Nam Mô Di Đà Phật khi ông chết, ông được giảng sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì điều đó nó quá tốt rồi. Nhưng mà giả sử như là không có được điều đó, thì ông niệm Nam Mô Di Đà Phật nó cũng mất đi những cái chướng nghiệp, những cái nhân xấu ác của ông, qua cái quá trình nhờ vào cái tha lực, nhờ vào cái quay lực của Đức Phật A Di Đà, cũng như là mười phương chư Phật gia hộ cho ông, làm cho ông vượt qua những cái chướng ngại ở trong cái việc mà ông đã tạo tác trước kia, nó đã vượt qua. Cũng như là niệm Nam Mô Di Đà Phật có khả năng làm cho phai mờ bớt đi những cái vọng niệm điên đảo ở trong nội tâm, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Như vậy thì hai cái câu giảng mà Đức Thầy đã dạy cho ông Phan Châu Bá, ba cái bài học, mà không phải chạy riêng cho ông Phan Châu Bá, ba bài học đó mà dạy hết cho tất cả mọi người. Nếu ai thực hiện được ba cái điều mà Đức Thầy dạy đó, thì Thầy thề rằng, Thầy hứa rằng thiền từ Thầy rước lại non bồng. Câu thứ tư, thiền từ là gì quý vị? Thiền từ có nghĩa là thiền từ bi.
Thiền ở đây muốn nói đến trí tuệ. Trí tuệ của một bậc giác ngộ. Thầy là một vị Phật có đầy đủ trí tuệ của một bậc giác ngộ. Thầy hứa rằng, thầy thề rằng thầy sẽ dùng cái trí tuệ đó mà dẫn dắt mình đi về cõi non bồng. Thiền từ thầy rước lại non bồng. Non bồng là ở chỗ nào quý vị? Non bồng là ở chỗ nào? Chúng bồng là cảnh tiên, chúng, phải không? Non bồng là cảnh tiên, đúng, ta nói non bồng nhất nược là cảnh tiên. Nhưng mà thực sự cái câu này đó ha, cái câu mà nó rước lại non bồng ở đây là cái cõi đời thượng quan thánh đức đó quý vị. Mà chúng ta nên nhớ rằng thầy mình có một cái sứ mạng, có cái sứ mạng là dẫn dắt hết tất cả chúng sanh ở thế trong cái thời kỳ hạ quan mạt pháp này đưa về cái cõi đời thượng quan thánh đức. Cái cõi đời thượng quan thánh đức đó quý vị thử tưởng tượng coi, nó không giống non bồng là sao quý vị. Làm dân Phật quốc có Phật thánh tiên tại thế, quý vị thử tưởng tượng coi cái cảnh giới nào mà có ông Phật ở hiện tiền, có Phật thánh tiên hiện tiền. Cái cảnh giới nào mà có được Đức Phật Di Lặc ra đời dạy đạo, cảnh giới nào mà có ông Phật mà ông thánh mà ông làm vua. Cho nên cái cõi đời thượng quan thánh đức cũng được xem là cõi non bồng. Trong thi văn giáo lý, Đức Thầy dùng cái từ ngữ non bồng này chỉ cái đời thượng quan thánh đức rất là nhiều chỗ. Thí dụ như là ta mang mình thịt xác trà trần, phải không? Tức là thầy đây là mang cái thân tứ đại con của Đức Ông Đức Bà đây nè, nhưng mà ra tay dắt chúng được gần bồng lai, có nghĩa là ra công sức để mà dạy dỗ dẫn dắt chúng sanh đi về cõi đời thượng quan thánh đức. Như vậy thì nếu mà ông Phan Châu Bá mà ông thực hiện được những cái lời thầy dạy đó, thì thầy hứa rằng, thầy thề rằng thầy sẽ dẫn dắt ông về cõi đời thượng quan thánh đức. Và ở sống được cái cõi đời thượng quan thánh đức đó, nó cũng giống như cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải là thường đâu quý vị. Ở trong cái bài Không Buồn Ngủ đó, Đức Thầy cũng có diễn tả cảnh giới cõi đời thượng quan thánh đức đó. Nó an lành, nó tốt đẹp lắm. Mong tạo hóa sắp xong tuồng cổ điển, đặng nhân sanh kiếm cảnh thái bình hòa, ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Tức là cái cõi đời thượng quan thánh đức này nó cũng giống như là cái cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải là thường. Và con người ta, cái tuổi thọ con người ở cõi đời thượng quan thánh đức nó rất là lớn, rất là dài. Và chúng ta nên nhớ rằng, đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta nên nhớ rằng, nhớ này chút nha quý vị, nghe nhớ này. Ông thầy mình ra đời dạy đạo, cũng như ra dạy cho mình học rồi đàng hoàng, cho mình một cái bài đặng mà mình thực hành mình làm theo. Nếu mà ai mà làm được cái bài đó thì thầy hứa rằng thầy sẽ đợi mình ở cõi đời thượng quan thánh đức cho chấm điểm cho mình. Đức Thầy đã cho chúng ta biết là ai hỏi dân lành ta sẽ đợi. Rõ ràng là ông đang ngồi chờ mình đó đó. Bây giờ mình đang ngồi mình thi như nè, mình đang mình ngồi mình thi. Ai hỏi dân lành ta sẽ đợi, đạo người sửa trọn dứt lầm than. Hay là chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ tre, thầy chờ đợi mình ở nơi đó. Và khi đến ở cõi đời thượng quan thánh đức đó, chúng ta sẽ gặp được, sẽ gặp lại được Đức Thầy. Có một điều mà nó hơi ngộ ngộ mà chúng tôi không dám khẳng định, nhưng mà nói cho quý vị nghe để quý vị có một sự suy nghĩ. Trong kinh điển của nhà Phật đó có một cái bộ kinh ta gọi là kinh Di Giáo. Kinh Di Giáo ha. Kinh Di Giáo đó Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mới di chúc lại. Nói sau này hết cái thời hạ quan mạt pháp á, tới cái thời hạ quan mạt pháp sẽ có một vị Bồ Tát ra đời dạy đạo cho chúng sanh tu tại gia. Một vị Bồ Tát ra đời dạy đạo chúng sanh tu tại gia. Và Ngài sẽ vắng mặt thời gian. Đến cái thời Thượng Quan Thánh Đức thì chính Ngài là Đức Phật Di Lặc. Chính Ngài là Đức Phật Di Lặc ra đời để mà dạy ba tràng pháp chúng sanh đắc đạo vô số kể. Đó là kinh, trong kinh điển Di Giáo của Phật, Đức Phật nói vậy đó. Có nghĩa là Đức Phật Di Lặc, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni di chúc lại rằng sau này Đức Phật Di Lặc sẽ lập hội Long Hoa. Em quý vị nhớ nha, Đức Phật Di Lặc lập hội Long Hoa, kinh điển giáo lý của nhà Phật. Mà bây giờ đọc cái trong quyển sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy, quý vị thấy mấy câu nó ngộ ngộ. Hay tôi nêu lên đây để quý vị suy nghĩ thử coi coi ai lập hội Long Hoa và nó có ăn khớp với lại cái kinh kia không. Đức Thầy dạy là lập rồi cái hội Long Hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Vì thì ai lập hội Long Hoa quý vị? Cái ông nói đó, cái ông viết cái câu đó ra, ông lập phải không? Chứ đâu phải người nào khác hơn. Hay là Long Hoa hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Vậy thì rõ ràng cái ông nói đó, ông lập hội Long Hoa. Và từ cái hai cái dữ liệu đó quý vị có thể suy luận rằng, mà nhớ nha thầy mình sau này còn cái nhiệm vụ lớn đó nghe quý vị. Quý vị hãy ráng cố gắng đi. Mặc dù bây giờ Đức Thầy tới 104 tuổi rồi phải không? 104 tuổi.
Nhưng mà cái tuổi đó bây giờ cỡ như mình ha, là sống không nổi rồi phải không? Khó sống rồi. Nhưng mà đối với mấy ông Phật là quý vị đừng có tưởng là mà từ già quá trẻ làm được mà phải không? Chứ còn cái chuyện mình đây đâu có nhậm nhò gì, 104 tuổi không nghĩa gì đâu. Và chúng ta nên nhớ rằng cái cõi đời Thượng Nguyên Thánh Đức nó cũng ở sát bên kìa. Nó ở sát bên. Tức là Đức Thầy dạy chúng ta là cái cõi đời Thượng Nguyên Thánh Đức nó ở rất là gần gũi với mình. Tiên cảnh kìa kìa gần lộ vẻ ha. Ông nói kìa, sát bên kìa, nó ở trước mặt mình kìa. Hay là một số chỗ á, Đức Thầy cũng có dạy đó là cái thời Thượng Quan Thánh Đức nó cũng ở rất gần. Mà chúng ta nên nhớ rằng từ đây tới đó không còn nhiều. Và nếu mà mình không có đủ cái túc duyên, không có đủ cái công đức, không có đủ cái phước đức là sẽ rớt. Và nên nhớ cái kỳ thi này nó rớt khủng khiếp lắm quý vị. Rớt khủng khiếp lắm. Ông Trạng Trình ông cho biết là 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. 10 người thi mà rớt 9. Ha, không khéo là rớt cái rớt cái lần này ha, là trở lại không biết làm thân cái gì, làm bùng làm trịnh ở dưới, rồi từ từ nó mới lần lên. 10 phần hết 7 còn 3, Đức Thầy mình cũng nhắc điều đó. 100 mới đặng ối thôi, 10 người, 100 người mới có được 10 người, tức là 10 là coi như rớt 9 người rồi. Bây giờ nếu mà mình không ráng cố gắng tu tập cho có công đức, có được phước đức thì mình khó có thể nào mà vượt qua được. Gặp đây đến cuộc mây rồng chẳng xa đó, Đức Thầy cũng đã diễn đạt cho chúng ta. Cho nên từ đây tới đó là bây giờ tốt nhất là quý vị ráng ngồi viết, có nghĩa là mình ráng cố gắng mình tu đó ha, mình tu mình sửa. Viết Nam Mô Di Đà Phật, viết riết vô trong đầu mình á, viết cái câu đó. Mà quý vị viết đầy cái chữ Nam Mô Di Đà Phật trong đầu mình là bảo đảm quý vị không có ai chấm rớt quý vị đâu ha. Thế nào cũng đậu cõi đời Thượng Nguyên Thánh Đức là ngon rồi, gặp được ông thầy mình là thế nào cũng đắc đạo rồi quý vị. Thì nói tóm lại cái nội dung của cái chủ đề hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là một cái bài pháp mà Đức Thầy đã dạy cho ông Phan Châu Bá. Ông Phan Châu Bá ở Long Xuyên, khi Đức Thầy bị người Pháp họ Lưu Cư đi xuống Bạc Liêu đó, ông mới làm một cái bài thơ, ông đến Bạc Liêu và ông vấn, ông hỏi Đức Thầy. Ông hỏi rằng: Thầy ơi, tan bồng nợ ấy trả sao xong, cái nợ đời thiếu quá nhiều trả sao cho hết. Mà tan bồng nợ ấy trả sao xong, chí dốc từ bi cởi tất lòng, có nghĩa là quyết lòng tu hành đó. Nhưng mà nhân đạo còn mang chưa sửa trọn, cái nợ đời còn mang trả không hết, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng? Thầy chỉ cho con cái con đường tu làm sao, đi làm sao mà để mà cho nó giải thoát hết cái nợ thế gian này để mà tu hành đắc đạo. Ông thầy nói nghe đi ha. Thầy mới đáp lại: đành rằng nợ thế trả chưa xong, mặc dù cái nợ thế gian ông trả chưa hết. Những cái chuyện như là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại, những cái chuyện mà sát sanh đạo tạc tà dâm hay là lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu trong ngôn ngữ, ông ráng ông sửa rồi nhưng mà nó vẫn còn ha. Đành rằng nợ thế trả chưa xong. Nhưng mà ông nghe lời thầy làm được ba việc thôi là thầy hứa là thầy sẽ dẫn dắt ông tới cái cõi đời Thượng Quân Thánh Đức và sẽ tu hành đắc đạo. Cái việc thứ nhất đó là ăn năn sửa lấy lòng, là phải biết ăn năn, là mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Ăn năn có nghĩa là ăn năn sám hối, có nghĩa là mình cảm thấy xấu hổ những cái việc mà mình đã làm quấy ác trước kia. Bây giờ tôi thấy rồi đó, sao tự nhiên tôi tệ quá vậy, tôi làm ác quá vậy, tôi thấy xấu quá, bây giờ tôi thề rằng là tôi không có làm cái chuyện đó nữa, là mình ăn năn sám hối. Và cái cách mà ăn năn sám hối mà Đức Thầy dạy mình đó là cúng lại. Nhớ nha quý vị, cúng lại. Có nhiều người nói cúng lại, tôi tu rồi tôi làm việc từ thiện giúp đời thôi, đâu cần cúng lại. Mà nói cái đó là coi chừng nữa, phải xét lại mới được nha quý vị. Nói cái đó là phải xét lại, mà Thầy khẳng định rằng phải sớm chiều bình đẳng chớ lơi, phải không? Phải làm mới được. Thường hành như vậy đó, nhớ lời đừng có sai. Đừng có nói rằng là tôi làm việc từ thiện giúp đời tôi không cúng lại, mà cúng lại thực tế là mình đang sửa lấy lòng mình đó quý vị. Mình đang ăn năn sám hối, mình đang sửa lấy lòng mình. Là ăn năn sám hối có nghĩa là mình cúng lại và phải ráng cố gắng mà sửa lấy cái tâm mình. Phải tỉnh thức, phải thấy được những cái niệm khởi sanh diệt ở trong nội tâm của mình. Và mình phải sửa từng cái niệm khởi xấu đó. Bây giờ tôi đang tính cái chuyện chút nữa tôi qua nhà bà kia tôi ăn trộm con gà, đi về nhà tôi nấu cháo ăn. Cái đó là tính xấu, phải không? Phải tỉnh, phải thấy cái đó là cái chuyện bậy rồi, phải không? Đang suy nghĩ chuyện bậy, phải bỏ cái đó. Tức là phải tỉnh giác, phải thấy được từng cái niệm khởi ác trong nội tâm mình và sửa lấy những cái niệm khởi đó. Ra đặc biệt là phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, tu theo pháp môn Tịnh Độ.
trong cái thời kỳ Hạ Môn Mạt Pháp này có rất nhiều phương pháp tu tập mà Đức Thầy đã dạy trong quyển Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý. Tuy nhiên chỉ có pháp môn tịnh độ này mới có thể làm cho chúng ta vượt sanh tử luân hồi, mới có thể dẫn dắt hết tất cả mọi cái trình độ, mọi cái hoàn cảnh và dẫn dắt hết tất cả mọi chúng sanh đi về đến cái cảnh giới an lành hạnh phúc. Chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật và thực hiện được ba cái điều đó đó: một là ăn năn sám hối, hai là tự sửa lấy cái tâm của mình, và ba là niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì thầy hứa rằng, thầy thề rằng thầy sẽ giúp mình, thầy sẽ dẫn dắt mình đến cõi đời Thượng Quan Thánh Đức. Cho nên đây là một cái bài học quý lắm quý vị. Quý vị nào mà muốn đến được cõi đời Thượng Quan Thánh Đức, muốn gặp lại được Đức Thầy, làm ơn ráng làm ba cái điều mà Đức Thầy đã chỉ dạy trong Phan Châu Á. Đó là cái bài học chung cho tất cả mọi người. Thì đề tài đến đây xin chấm dứt, và mong sao những cái bài học mà chúng ta phân tích, chúng ta tìm hiểu trong cái chủ đề hôm nay, nó ứng dụng trong cái cuộc sống tu hành của quý vị, để chúng ta gặp lại được Đức Thầy ở trong tương lai. Hy vọng rằng, hay cũng cầu mong rằng, cầu chúc cho tất cả người hiện diện ở đây, chúng ta không có một người nào sót lại ở cõi đời Thượng Quan Thánh Đức ở trong tương lai. Xin trân trọng và kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn phần trình bày diễn giải phân tích rất là mạch lạc và sâu sắc của giáo lý viên, đề nghị quang linh. Để tiếp theo, kính thưa quý vị và đồng đạo, vừa qua chúng ta đã chăm chú theo dõi hai đề tài, tìm hiểu ý nghĩa bốn câu trong bài Đức Thầy cho ông Phan Châu Bá và tám câu trong bài thi của quyển năm do hai giáo lý viên trung ương trình bày phân tích diễn giải sâu sắc. Chắc chắn đồng đạo chúng ta cũng nhận thức rút tỉa kinh nghiệm để làm hành trang áp dụng trong đời sống thường nhật qua lời chỉ dạy, và vững đặt chọn niềm tin tuyệt đối về Đức Tôn Sư để cùng nhau thẳng tiến trên bước đường tu thân hành tiện cho chính mình vậy. Đến đây là phần đáp từ. Chúng tôi xin kính mời ông Trần Duy Khâm, chức vụ kiểm soát, có đâu lời đáp từ của ban tổ chức. Vậy xin kính mời ông. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện đảng, chánh quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng ban ngành đoàn thể xã Bình Mỹ, kính thưa chư quý đồng đạo, kính thưa quý vị quan khách, suốt thời gian của buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đến đây đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Hôm nay được đón tiếp nhiều vị khách quý, giáo lý viên ban phổ truyền trung ương, ban trị sự các xã bạn và một số đồng đạo trong và ngoài xã đến tham dự. Sự nhiệt tình theo dõi của quý vị đã làm cho buổi thuyết giảng tăng thêm phần long trọng và trang nghiêm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Mỹ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, ban nhân dân ấp Bình Chánh 1 đã tạo điều kiện và quan tâm giúp đỡ bảo vệ an ninh trong thời gian diễn ra buổi thuyết giảng giáo lý. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách cùng chư quý đồng đạo xa gần nhận lời mời đến tham dự đầy đủ. Xin chân thành cảm ơn quý vị mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đóng góp tài vật hỗ trợ cho buổi thuyết giảng được thành công tốt đẹp. Đặc biệt xin cảm ơn giáo lý viên trung ương Nguyễn Văn Thiện Tính và Lê Minh Công đã đem sự tu học, nghiên cứu, kinh nghiệm trình bày sâu sắc, mạch lạc, rõ ràng nhằm nâng cao kiến thức, trình độ giáo lý cho tín đồ vượt tu thân thành thiện đúng theo chánh pháp vô vi chân truyền và tôn chỉ hành đạo của Đức Tôn Sư ta đã dạy.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã bạn, chẳng quản ngại đường xa xa xôi, gác lại công việc trở về đây tham dự hỗ trợ chánh pháp với tinh thần đoàn kết, nói lên kính thầy trọng đạo. Kính chúc quý quan khách được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính chúc chư quý đồng đạo vạn sự lành, tu hành tinh tấn cho đến ngày viên thành đạo quả. Đến đây chúng tôi xin chân thành tuyên bố kết thúc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ nhất năm 2024 tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Mỹ. Xin trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng là phần nghi thức bế mạc. Kính đứng lên trang nghiêm hướng về lễ đài làm lễ nghi thức tôn giáo. Kính lễ Đức Phật. Kính lễ Đức Thầy. Kính thưa xong, mời quý vị an tọa. Dạ xin lỗi. Kính mời quý quan khách và chư đồng đạo ở lại dùng cơm với ban tổ chức một bữa cơm chay thân mật. Thời gian còn lại đọc sấm giảng thi văn của Đức Quỳnh giáo chủ có nội dung giáo lý Phật giáo Hòa Hảo cho đến 21 giờ. Phần này sẽ do nam nữ đồng đạo phụ trách diễn âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.